Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 166. Y quay đầu lại, truyền lệnh xuống, truy nã ả ta. Phải bắt sống, khi ấy mới có giá trị nghiên cứu. Một giọng nói vang lên trong bóng tối, tuân lệnh. Bình Dương quân lại nhìn về nơi xa, mỉm cười, ta muốn xem thử con ả có thể rời khỏi cấm chế của chúng ta rốt cuộc mạnh đến đâu. Ả có thể làm được điều đó chứng tỏ có chỗ hơn người, có giá trị nghiên cứu rất cao, nhất định phải bắt sống. Sau đó y biến mất. Chấm chấm chấm. Tinh vực Bắc Cực. Tĩnh Chi đã đột phá. Cảnh giới cụ thể thế nào thì nàng ấy không biết. Nhưng tóm lại vẫn là đột phá. Sau khi đột phá rồi, Tĩnh Chi và Tiểu An đã có thể tùy ý rời khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu này. Nhưng họ cũng không dám ở lại quá lâu trong thời không không thuộc vũ trụ hiện hữu kia. Bởi nơi ấy ẩn chứa một thứ sức mạnh bí ẩn vô cùng kinh khủng, cũng chính là thứ mà Diệp Huyên từng gặp. Ngay cả họ hiện nay cũng phải kiêng dè trước nó. Tiểu An bỗng nói, ta cảm nhận được cánh cửa đá kia. Tĩnh Chi ta cũng vậy. Họ đã có thể cảm nhận được cánh cửa đá kia. Diệp Huyên cười khổ, ta thì không. Tiểu An nhìn hắn, muội đợi huynh. Diệp Huyên, cánh cửa kia hẳn là nằm bên ngoài vũ trụ. Tiểu An gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía rồi lắc đầu cười. Không ngờ hai tộc cổ ma và thái nhất cứ thế tiêu tùng. Hắn vốn đã chuẩn bị để tử chiến. Không ngờ cổ mệnh và thái nhất sinh thủy lại tìm đến cha. Mà hắn cũng không ngờ hai tên đó thật sự có thể tìm được cha. Sau đó cả đám chết chùm. Thế là xong. Tĩnh Chi bỗng hỏi, người có kế hoạch gì tiếp theo? Diệp Huyên cười, đương nhiên là ra ngoài vũ trụ hiện hữu này để ngắm nhìn một phen, nhưng trước đó ta phải xử lý chút chuyện bên người. Tĩnh Chi gật đầu, vậy ta cũng chờ ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, chờ ta. Tĩnh Chi cười, ở cạnh Diệp Thiếu làm ta cảm thấy an toàn ấy mà. Diệp Huyên. Tĩnh Chi nhìn Tiểu An, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào. Sau đó rời đi. Diệp Huyên nhìn Tiểu An. Tiểu An không nói gì. Diệp Huyên cười, theo huynh nào. Tiểu An gật đầu, vâng. Diệp Huyên đưa Tiểu An rời đi. Chấm chấm chấm. Trong đám mây nào đó, Phồn Đoá đang ngồi xếp bằng bỗng ngẩng đầu dậy. Diệp Huyên và Tiểu An xuất hiện trước mắt nàng ta. Phồn Đoá đang muốn nói thì thấy Tiểu An, bèn nhíu mày cô. Diệp Huyên cười, Tiểu An đã đột phá giới hạn bản thân, vượt qua thần hồn. Phồn Đoá biến sắc, thật sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyên, Tiểu An, muội có thể chỉ điểm cho nàng ấy một chút được không? Tiểu An nghĩ ngợi rồi nói, muội sở dĩ đột phá được là nhờ cha huynh cưỡng chế phá đi phong ấn nào đó. Muội không biết đó là gì, nhưng có thể cảm nhận được phong ấn trong người nàng ta, chỉ là muội không thể phá nó. Diệp Huyên cau mày, phong ấn. Tiểu An gật đầu, dường như ai nấy đều có. Không phải. Nàng nhìn Diệp Huyên, trong người huynh hình như không có. Diệp Huyên nhìn xuống bản thân, trong người ta ư. Tiểu An gật đầu, muội không cảm nhận được. Diệp Huyên thấp giọng nói, rốt cuộc là phong ấn gì? Tiểu An lắc đầu, không biết, muội cảm nhận được, nhưng lại không thể phá nó, chỉ có điều. Nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười, có gì không tiện nói sao? Tiểu An, muội có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nàng ta, nhưng nếu không có ai giúp nàng phá phong ấn trong cơ thể, cho dù nàng ta có đạt đến giới hạn bản thân cũng khó mà tiến thêm một bước, cùng lắm chỉ có thể đến cảnh giới của Thái Nhất Sinh Thủy thôi. Thái Nhất Sinh Thủy, người này tuy không thật sự vượt qua thần hồn nhưng đã có thể rời khỏi thời không vũ trụ hiện hữu này trong một khoảng ngắn, đây đã là rất kinh khủng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi Phồn Đoá, vậy cô theo Tiểu An tu luyện trước. Về sau ta sẽ nhờ cha hoặc Thanh Nhi phá hủy cấm chế trong người cô được chứ? Phồn Đoá cười, đa tạ. Tiểu An lại nói, huynh có muốn dùng kiếm Thanh Huyên thử xem không? Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên cau mày nhìn thanh kiếm trong tay, khả thi sao? Tiểu An, thử xem, dù sao nó cũng không bình thường. Diệp Huyên, nhưng ta lại không cảm nhận được phong ấn trong người nàng ta. Tiểu An, muội giúp huynh. Nàng vươn tay làm động tác ấn về phía Phồn Đoá, thân hình Phồn Đoá bỗng chấn động,
sao có một con dấu màu đen xuất hiện trên đầu nàng ta? Tiểu An nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên rút kiếm chém. Ầm. Kiếm quăng nện vào con dấu. Dưới ba cặp mắt, con dấu run lên bần bật rồi vỡ nát. Làm được. Ba người sửng sốt. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, kiếm của huynh lợi hại thật. Diệp Huyên. Phồn đoá, nhưng ta không cảm nhận được có thay đổi gì cả. Tiểu An, cô theo ta tu luyện, chẳng bao lâu sau là có thể rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Phồn đoá thi lễ, đa tạ. Tiểu An nói với Diệp Huyên, muội đưa nàng ta vào tháp. Diệp Huyên gật đầu, được. Bỗng có một cô gái từ xa đi tới, ta nữa. Chính là Đoá Nhất. Đoá Nhất nói với Diệp Huyên, ta cũng muốn. Diệp Huyên. Một hồi sau, Đoá Nhất và Phồn Đoá đã vào tháp tu luyện. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nghĩ bây giờ xem như mình có thể tạo ra rất nhiều siêu cường giả rồi nhỉ. Khóe môi hắn vểnh lên. Hắn hiện đang thiếu thốn cường giả, nhưng có kiếm này trong tay, hắn có thể đề cao giới hạn của vô số cường giả. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại lần nữa thì đã ở Thanh Châu. Bận rộn suốt thời gian qua, cũng đến lúc làm chính sự rồi. Mỗi ngày đều đánh giết giết làm hắn cũng sinh lòng chán ghét. Phải nhanh chóng kiếm đứa con mới là phải đạo. Diệp Huyên vọt vào đại điện hoàng cung. Thác Bạt Ngạn đang vội công việc ngẩng đầu, thấy hắn thì lộ vẻ mừng rỡ. Nào ngờ nàng ta vừa chớm đứng dậy, đã thấy hắn bắt đầu cởi đồ Thác Bạt Ngạn. Đã không còn bị hai tộc Cổ Ma và Thái Nhất uy hiếp, toàn thân Diệp Huyên nhẹ nhàng đi không ít. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn trải qua những ngày vui vầy không thể miêu tả trong hoàng cung. Nhưng hắn cũng không quên tu luyện. Mục tiêu của hắn hiện giờ là dùng chính sức mình vượt ra khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu chứ không dựa vào trợ lực nào khác. Hắn cũng biết lần này là do mình may mắn. Nếu Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh không đi tìm cha trước thì tình hình của hắn sẽ vô cùng nguy ngập. Bởi vì sức mạnh hiện tại của hắn, Tiểu An và Tĩnh Chi vẫn chưa đủ để tiêu diệt hai kẻ kia. Ngay cả hắn cầm thêm kiếm Thanh Huyên cũng chỉ tương đương với một cường giả thần hồn cảnh đỉnh cao. Chênh lệch khá lớn so với Tĩnh Chi và Tiểu An. Mục tiêu trước mắt của Diệp Huyên chính là đạt đến thần cách cảnh. Tạo ra thần cách. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tòa tháp, bắt đầu tạo thần cách dưới sự hướng dẫn của Tiểu An. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh. Không chỉ có hắn mà An Lan Tú và Trương Văn Tú cũng đạt đến thần thể cảnh khi được Tiểu An chỉ dẫn, cũng bắt đầu tạo ra thần cách. Sở dĩ họ có thể tu luyện nhanh đến vậy là nhờ có tiểu tháp. 10 năm bên trong chỉ bằng một ngày bên ngoài. Quá mức nghịch thiên. Không, phải nói là Thanh Nhi quá mức nghịch thiên. Ngay cả Tiểu An đến bây giờ cũng không biết Thanh Nhi đã làm thế nào. Mà bản thân tiểu tháp thì đần thối cả ra. Nó chỉ biết mình thật là lợi hại quá đi, nhưng tại sao thì lại rốt đặc cán mai. Không ai biết Thanh Nhi đã làm thế nào. Dùng lời của Tiểu An thì là càng mạnh lên càng nhận ra Thanh Nhi quá mức kinh khủng. Chấm chấm chấm. Trong một tinh vực không biết tên nọ, có một cô gái chậm rãi bước đi. Người này chính là cô gái váy trắng. Nàng ấy cứ nhàn nhã cất bước, đi qua những không gian kỳ dị. Có nơi xếp tầng, có nơi lại cong vòng thành hình cung. Đi thêm vài bước, cô gái dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa. Thần nhân tộc. Người này cầm trong tay một cây quạt xếp tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, trông nho nhã trí tuệ vô cùng. Ông ta quan sát cô gái váy trắng một hồi, cười nói, không ngờ lại có nhân loại đi đến được tận nơi này, thật thú vị. Cô gái váy trắng chỉ lẳng lặng nhìn lại, không nói gì. Người đàn ông, ta tên Bá Nhai, đại thần sư của thần nhân tộc. Ta đến đây không có ý muốn tổn thương ngươi, chỉ đơn thuần vì hiếu kỳ mà thôi. Khi tạo ra nhân loại, chúng ta đã tạo ra một phong ấn hạn chế sự phát triển của các ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã phá vỡ nó. Ngươi đã làm thế nào vậy? Cô gái váy trắng chỉ nâng tay, vung kiếm ra. Phập! Một thanh kiếm xuyên thủng giữa trán người đàn ông trong nháy mắt. Sắc mặt Bá Nhạc cứng đờ. Cô gái váy trắng chậm rãi đi đến, nhìn thẳng vào ông ta, thần nhân tộc. Nhân loại!
Nàng ấy lắc đầu với vẻ thất vọng, thì ra các ngươi vẫn còn lưu luyến hình dạng bản thể. Bá Nhạc nghe vậy, đồng tử rụt lại, ngươi có ý gì? Cô gái váy trắng, chiếu theo tư tưởng đó thì các ngươi trong mắt ta cũng thuộc về chủng tộc và văn minh cấp thấp mà thôi, hiểu chưa? Bá Nhạc trợn mắt, ngươi là do chúng ta tạo nên. Ngươi có tư cách gì nói thần nhân tộc chúng ta thấp kém? Cô gái váy trắng lại cất bước đi, bất kỳ một sinh mạng nào cũng có vô hạn khả năng. Nhân loại có linh trí tức là có khả năng vô hạn. Sở dĩ nói thần nhân tộc các ngươi thấp kém là vì các ngươi còn nghiêng về chủng tộc. Thần nhân tộc, yêu tộc, trong mắt ta không có chủng tộc, tất cả đều là một loại sinh linh. Mà sinh linh thì phân mạnh yếu, chiếu theo tư tưởng của các ngươi, thì các ngươi chỉ là một đám sinh linh thấp kém trong mắt ta mà thôi. Ánh mắt Bá Nhạc dại ra, một lát sau thì đồng tử rụt lại, ngươi. Ngươi đã vượt ra khỏi bản chất của sinh mệnh. Cô gái váy trắng dừng bước, quay lại nhìn ông ta, xem ra ngươi cũng không đần độn đến vậy, nhưng ngươi nói sai rồi. Bá Nhạc vội hỏi, sai chỗ nào? Cô gái váy trắng, ở chỗ ngươi quá ngu. Bá Nhạc. Cô gái váy trắng lại cất bước. Mà cơ thể Bá Nhạc đã dần mờ đi. Bá Nhạc lại hỏi, vậy theo ngươi sinh linh thế nào mới là đáng sợ? Cô gái váy trắng dừng bước, im lặng một hồi rồi nói, không có gì là đáng sợ với ta, bởi vì ta vô địch. Bá Nhạc mỉa mai, vô địch, thế gian này không ai có thể hoàn toàn vô địch. Ngay cả tiên tổ thần nhân tộc chúng ta, từng một tay nặn ra nhân loại, cũng không dám tự xưng vô địch. Còn ngươi, ngươi dựa vào đâu để nói? Cô gái váy trắng chỉ xoay người lại, vươn tay ra. Một chốc sau, không gian trong tay nàng ấy bỗng run lên, kéo theo hàng loạt vật chất bí ẩn hội tụ đến. Dưới ánh mắt hoảng hốt của Bá Nhạc, một con người dần thành hình. Nhưng đó không phải nhân loại, mà là một thần nhân bằng xương bằng thịt. Giống Bá Nhạc như hai giọt nước. Quan trọng nhất là nó còn có sinh mệnh, không phải chỉ là một con rối hay bị thuật gì. Bá Nhạc nhìn cô gái váy trắng như nhìn thấy quỷ, ngươi. Cô gái váy trắng, tạo ra một chủng tộc có sinh mệnh khó khăn lắm sao? Không hề, chỉ cần hiểu rõ về bản chất sinh mệnh, thì việc tạo ra sinh mệnh dễ như trở bàn tay. Nàng ấy nhìn Bá Nhạc, nếu muốn... Ta có thể tạo ra những sinh linh mạnh gấp vạn lần so với thần nhân tộc các ngươi. Bá Nhạc tựa như bị câu mất hồn, ngươi. Cô gái váy trắng nhẹ nhàng vung tay, xóa sổ người vừa được nàng tạo ra, sáng tạo sinh linh vi phạm luân lý, ta không kiến nghị việc làm này. Nàng ấy nhắm mắt lại, có biết vì sao hôm nay ta nói nhiều đến vậy không? Bởi vì... Ánh mắt lạnh buốt của nàng đâm thẳng vào Bá Nhạc, vì các ngươi khiến ta quá thất vọng. Sao lại có thể yếu như vậy? Yếu đến nỗi ta không có cả ý muốn giết chết các ngươi. Bá Nhạc. Cô gái váy trắng vươn tay, để lộ một con người gỗ nhỏ có dáng dấp y hệt Diệp Huyên. Nàng mỉm cười nhìn nó, tất cả các ngươi nên cảm tạ ca ca ta. Nếu không có huynh ấy, ta sẽ hủy diệt hết thảy những gì ta nhìn thấy. Bá Nhạc run rẩy, vì sao? Cô gái váy trắng, quá yếu, chướng mắt ta. Sau đó nàng ấy đã biến mất ở nơi xa. Nàng ấy không để tâm đến sinh mệnh, vì nàng đã sớm vượt qua bản chất của nó. Nhưng nàng lại thấy sinh mệnh có điều thú vị, bởi vì có Diệp Huyên. Nhờ có sự tồn tại của hắn, nàng mới thấy sự sống có điều hấp dẫn. Sau lưng cô gái váy trắng, Bá Nhạc ngày càng trở nên mờ ảo. Đôi mắt ông ta đong đầy vẻ mờ mịt. Cô gái này vừa xô đổ những gì ông ta biết đến. Không lâu sau, Bá Nhạc đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Lại không lâu sau đó, một ông lão thần nhân tộc xuất hiện tại nơi Bá Nhạc vừa biến mất. Nhưng đã muộn. Ông ta nhắm mắt lại. Ông ta biết thực lực của Bá Nhạc đến đâu, nhưng lại không ngờ nhân loại kia không những có thể giết mà còn xóa sổ Bá Nhạc. À, nhân loại kia rốt cuộc mạnh đến đâu? Bỗng, một cô gái thần nhân tộc xuất hiện. Người này mặc trường bào trắng toát. Mặt mày như họa, tay cầm một quyển sách cổ. Ông lão nói, thực lực của nhân loại kia không bình thường. Cô gái nhàn nhạt nói, ta đã cảnh cáo các ngươi từ lâu. Dùng một câu của nhân loại mà nói, hành vi nuôi dưỡng chúng như vậy chính là, nuôi ong tay áo. Bây giờ đã có người vượt ra khỏi quy tắc do chúng ta thành lập, từ đó sẽ có càng nhiều người nối gót. À, ta nhìn ông lão, tộc trưởng,
nhân lúc nhân loại còn chưa hoàn toàn nổi dậy, chúng ta nên lập tức xóa sổ chúng, tránh cho chúng thành mối họa của thần nhân tộc. Ông lão này chính là tộc trưởng thần nhân tộc Ma Diêm. Sau một hồi im lặng, ông ta nói, nếu trực tiếp xóa sổ, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Nhân loại tu hành theo phương pháp mà thần nhân tộc ban cho. Họ không biết rằng phàm là người tu luyện sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực truyền về cho thần nhân tộc. Nói một cách đơn giản, việc này giống như nhân loại nuôi dưỡng động vật, đến một mức độ nào đó rồi sẽ làm thịt chúng. Cô gái nói, nhưng như ông đã thấy, có kẻ đã vượt ra khỏi quy tắc do chúng ta lập nên, có nghĩa là nhân loại đã đạt đến một trình độ nhất định. Nếu để chúng tiếp tục trưởng thành, cuối cùng sẽ thành mối họa. Nếu không nhân lúc này mà tiêu diệt chúng ngay khi còn yếu, ta e về sau khi chúng trưởng thành rồi, sẽ như con ả ban nãy. Ma Diêm nghe vậy thì xa sầm mặt. Có thể giết chết bá nhạc chứng tỏ sức mạnh của ả nhân loại kia đã đạt đến mức kinh khủng, có lẽ chỉ kém bọn họ một chút xíu. Mà một khi đối phương tiếp xúc được với văn minh thần nhân của thần nhân tộc, thì có thể sẽ càng mạnh hơn. Nghĩ vậy, ánh mắt Ma Diêm lạnh đi, nói, Ách Ngôn, việc này giao cho ngươi. Tiêu diệt nhân loại. Như Ách Ngôn đã nói, có một người vượt ra khỏi quy tắc, thì về sau sẽ có thêm càng nhiều người thoát khỏi quy tắc. Mà một khi có quá nhiều cường giả nhân loại thoát ra khỏi thì sẽ tạo thành uy hiếp nhất định với thần nhân tộc. Không thể không phòng. Ách Ngôn cười, được, nhưng ông định đối phó với ả kia như thế nào? Ma Diêm nhìn về nơi xa, rất lâu sau mới nói, ta không còn cảm nhận được khí tức của ả nữa, có lẽ ả đã dùng biện pháp đặc biệt để ẩn nấp. Ông ta nhìn về một phía, dốc toàn lực tìm ả. Nếu tìm thấy, không được giết, ta muốn ả còn sống. Một giọng nói lặng lẽ vang lên, rõ. Sau khi rời khỏi thần nhân tộc, Ách Ngôn đi đến một tinh vực vô danh nọ. Ả ta vừa đặt chân xuống, đã có một lão già loài người xuất hiện. Lão ta cung kính thi lễ, tham kiến thần thượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ách Ngôn lạnh nhạt nói, tiêu diệt nhân loại. Diệt nhân loại. Lão già sửng sốt. Ách Ngôn cong môi, không nghe à. Lão già vội hỏi, nghe ạ. Ách Ngôn thần thượng, xin cho thuộc hạ nhiều lời một câu, vì sao bỗng dưng lại phải tiêu diệt nhân loại. Ách Ngôn đi đến, nhìn vào lão ta, đừng hỏi nhiều, lập tức triệu hồi tất cả những người ở đây đến cho ta. Lão già giật thót, không dám lắm lời nữa, lập tức khom người thi lễ rồi rời đi. Chẳng mấy chốc sau, đã có mấy chục cường giả nhân loại tụ tập trước Ách Ngôn. Bọn họ là những người chuyên môn quản lý nhân loại do thần nhân tộc bồi dưỡng nên. Thần môn. Dùng nhân loại khống chế nhân loại. Toàn bộ cường giả thần môn tập hợp lại trước Ách Ngôn. Ai nấy đang mang vẻ mặt cung kính. Ách Ngôn liếc nhìn bọn họ, mở miệng, thần nhân tộc ta đã quyết định tiêu diệt nhân loại, trừ các ngươi ra vì các ngươi vẫn luôn thành tâm cống hiến, chúng ta sẽ không vứt bỏ. Việc này giao cho các ngươi đi làm, sau khi hoàn thành thì theo ta về thần nhân tộc, tiếp xúc với văn minh thần đạo càng hùng mạnh hơn. Diệt nhân loại. Các cường giả có mặt đều sửng sốt. Vì sao tự dưng lại có quyết định này? Ách Ngôn nhếch mép hỏi, có vấn đề gì? Một người trong đó cung kính khom lưng, thần thượng, không biết vì sao đột nhiên lại. Ách Ngôn vung tay. Bùm! Người vừa nói chuyện kia tan thành mây khói. Thấy vậy, những cường giả khác càng sợ hãi. Ách Ngôn cười, bảo các ngươi làm gì thì làm đi, đừng hỏi vì sao, rõ chưa? Những người còn lại vội vàng đáp, tuân lệnh. Ách Ngôn, bắt đầu ngay đi. Dùng biện pháp nào để xóa sổ vũ trụ hiện hữu và sinh linh nhân loại trong đó thì các ngươi tự nghĩ. Một tháng sau ta sẽ trở lại, hy vọng khi ấy toàn bộ nhân loại đã tận diệt. Ả nói xong thì xoay người rời đi. Để lại một đám cường giả mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Một người hỏi lão già cầm đầu, Trương lão, vì sao thần nhân tộc bỗng nhiên lại muốn tiêu diệt nhân loại? Trương lão lắc đầu, ta không rõ. Người nọ cau mày, ngài cũng không biết ư. Trương lão thì thầm, các ngươi có còn nhớ tên kiếm tu từng uy hiếp chúng ta phải đúc thần hồn cho một người nữ ngày ấy không? Những người khác gật đầu. Họ có ấn tượng rất sâu sắc về kiếm tu kia. Chỉ một đường kiếm của đối phương thôi mà đã đập vỡ cửa đá, suýt nữa lấy mạng Trương lão. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt Trương lão,
đã có một vài nhân loại thoát được quy tắc do thần nhân tộc lập ra, vì vậy họ cảm giác không an toàn, muốn tiêu diệt giống loài họ từng tạo ra. Có người không hiểu, nhưng kiếm tu áo xanh kia làm thế nào để thoát khỏi quy tắc của thần nhân tộc? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương lão. Đây là điều bọn họ đều thắc mắc. Trương lão lắc đầu, ta không biết, chỉ có thể xác định rằng đã có người thật sự thoát được. Mà một người có thể, vậy thì nhiều người cũng có thể, vì vậy nên thần nhân tộc mới đứng ngồi không yên. Một cường giả hỏi, Trương lão, chúng ta nhất định phải diệt nhân loại ư? Trương lão, chúng ta không diệt nhân loại, thần nhân tộc sẽ diệt chúng ta. Những người khác trầm mặc. Chống lại thần nhân tộc ư? Căn bản là bất khả thi. Trước mặt thần nhân tộc, họ chẳng khác gì loài kiến cỏ cả. Nghĩ vậy, các cường giả đều buông một tiếng thở dài trong lòng. Họ tu luyện ngần ấy năm, cũng rất muốn thoát khỏi những quy tắc đó, ngặt nỗi không ai làm được. Cho dù là Trương lão cũng không thể hoàn toàn rời khỏi. Sở dĩ họ có thể đạt được như ngày hôm nay đều là do thần nhân tộc cho phép, bằng không họ cũng chỉ đạt đến thần hồn cảnh là tối đa. Sự tồn vong của họ đều dựa vào thần nhân tộc. Trương lão mở miệng, tiêu diệt đi. Những cường giả nhân loại khác im lặng. Ngầm chấp nhận điều này. Thật ra họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hoặc tiêu diệt nhân loại, hoặc bị thần nhân tộc tiêu diệt. Trương lão, đi thôi. Lão xoay người rời đi. Những người khác theo sát phía sau. Chấm chấm chấm. Trong tiểu tháp. Diệp Huyên vẫn đang tạo ra thần cách, nhờ có Tiểu An hỗ trợ mà quá trình diễn ra hết sức suôn sẻ. Hắn ngồi xếp bằng, cả người xuất hiện thay đổi kỳ lạ. Thần cách. Hắn đang ngưng tụ thần cách, một khi nó thành hình, sức mạnh của hắn sẽ thay đổi một cách long trời lở đất. Mấu chốt là hắn sẽ có thể giải được ấn ký kiếm đạo do cha và đại ca để lại. Đây mới là trọng điểm. 3 năm sau, từ vị trí ngồi xếp bằng, hai mắt Diệp Huyên bỗng bừng mở. Một luồng khí tức hùng hậu ùa ra từ cơ thể hắn khiến không gian xung quanh sôi trào. Hắn vươn tay ra ấn xuống, khí tức lập tức không còn nữa. Tiểu An đứng bên cạnh quan sát hắn rồi nói, thành công. Diệp Huyên gật đầu. Mấy năm khổ tu, hắn rốt cuộc cũng ngưng tụ được thần cách. Đúng lúc này, thân thể hắn khẽ run, đi theo là tiếng kiếm minh lảnh lót vang lên. Diệp Huyên mừng rỡ vô cùng. Ấn ký kiếm đạo đã mở. Diệp Huyên lựa chọn xem ấn ký của cha trước, đúng như dự đoán, nó phong ấn phần thứ hai của kiếm vực. Tên của phần này là phương thốn kiếm vực, hay còn gọi là trong một tấc vuông. Chém giết hết thảy trong tấc vuông ấy. Lấy tấn công làm chủ. Diệp Huyên không kịp chờ nữa mà lao vào tu luyện. Càng luyện hắn càng phấn khích khi nhận ra phương thốn kiếm vực này kinh khủng hơn hắn nghĩ nhiều. Nói đơn giản, đây là một sát chiêu cực kỳ cao cấp. Cũng sẽ tiêu hao khá lớn đối với hắn hiện tại. Nhưng đổi lại sẽ gây ra sát thương rất khủng bố. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện phương thốn kiếm vực, ngoài ra cũng tìm cách nâng cao rút kiếm định sinh tử và phi kiếm chém đầu. Sau khi đạt đến thần cách cảnh, sức mạnh của hắn cũng tăng lên một khoảng rất lớn. Mấy tháng sau, Tĩnh Chi bất ngờ xuất hiện trong tiểu tháp. Nàng ấy mang vẻ mặt nghiêm trọng nói với Diệp Huyên và Tiểu An, xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên cau mày, chuyện gì? Tĩnh Chi, linh khí khắp tinh vực thần cổ bắt đầu suy kiệt, trong thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện một lượng lớn khí tử linh mà không rõ nguyên do, khiến toàn bộ thế giới đang chết dần đi. Những nơi khác cũng gặp phải việc này chứ không riêng gì thần cổ giới. Diệp Huyên nheo mắt, nơi khác. Hắn bất chợt biến sắc, lập tức rời khỏi tiểu tháp. Khi xuất hiện ở Thanh Châu, sắc mặt hắn tối sầm. Linh khí ở Thanh Châu cũng đang sói mòn rất nhanh, trong thiên địa lại tràn ngập khí tử linh ăn mòn mọi thứ. Diệp Huyên vọt đến Hoàng Cung nơi Thác Bạt Ngạn ở. Hắn vung tay lên, lập tức chấn vỡ khí tử linh đang lan tràn đến. Nhưng chỉ một khắc sau, nơi chân trời lại có khí này xuất hiện. Diệp Huyên thấy vậy thì cau mày. Tiểu An và Tĩnh Chi xuất hiện cạnh hắn. Diệp Huyên, khí tử linh này từ đâu mà tới? Tĩnh Chi lắc đầu, không rõ, nhưng nó đã lan ra toàn vũ trụ. Diệp Huyên nhìn nàng ấy, toàn vũ trụ.
Tĩnh Chi gật đầu, toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên nhắm mắt lại, hẳn không phải do cường giả ở vũ trụ hiện hữu này làm, mà là do người ngoài. Tĩnh Chi, có người bên ngoài muốn tiêu diệt vũ trụ này. Diệp Huyên mở mắt, sẽ là ai đây? Tĩnh Chi lắc đầu, không biết, tình hình trước mắt rất nghiêm trọng, nếu chúng ta không ra tay ngăn chặn thì khí tử linh sẽ hủy diệt hết vũ trụ. Diệp Huyên nhìn khí tử linh rồi rút kiếm chém ra. Xoẹt! Kiếm quang phá không lao đi, chỉ trong phút chốc đã dọn dẹp sạch sẽ khí tử linh nơi chân trời. Nhưng không lâu sau đã có vô số khí tử linh xuất hiện lại. Diệp Huyên bèn rời khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu. Khi đặt chân đến vùng thời không khác, sắc mặt hắn trầm xuống. Nơi này cũng lan tràn khí tử linh dày đặc, chúng đã thẩm thấu từ nơi này để tiến vào vũ trụ hiện hữu. Tiểu An và Tĩnh Chi cũng xuất hiện cạnh hắn. Nhìn thấy số khí tử linh này, sắc mặt họ cũng sa sầm. Thật sự có người đang muốn hủy diệt vũ trụ hiện hữu. Là ai? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, phải làm sao đây? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, đương nhiên là ngăn chặn. Bằng không thì số khí tử linh này sẽ không chỉ hủy hoại Thanh Châu mà còn cả vũ trụ ngũ duy lẫn cửu duy. Nhằm vào toàn bộ vũ trụ này. Tĩnh Chi nói, chúng ta phải giải quyết từ gốc, nếu không khí tử linh sẽ chỉ sinh sản vô cùng vô tận. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào lòng vũ trụ, hai người cảm nhận được cánh cửa đá kia đúng không? Tĩnh Chi gật đầu. Diệp Huyên, làm nó xuất hiện được không? Tĩnh Chi vừa định mở miệng thì một lốc xoáy khổng lồ bỗng xuất hiện trong vũ trụ. Một cánh cửa đá chậm rãi ngưng tụ thành hình, sau đó có một lão già bước ra. Chính là Trương Lão, lão nhìn xuống nhóm Diệp Huyên bên dưới không nói gì. Tĩnh Chi hỏi, các ngươi muốn hủy diệt vũ trụ? Trương Lão lạnh nhạt đáp, phải. Tĩnh Chi khó hiểu, vì sao? Trương Lão, ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi. Tĩnh Chi sạm mặt, nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, hủy diệt một vũ trụ, dù sao cũng phải có lý do chứ. Lý do? Trương Lão nhìn hắn, nhân loại yếu ớt nên đáng chết, đã đủ chưa? Những lời này khiến chân mày Diệp Huyên nhăn lại. Trương Lão, đây là số mệnh của toàn thể nhân loại, chớ dẫy dụa phí công. Sau đó thân hình lão mờ dần đi. Đồng thời có vô số khí tử linh bắt đầu lan tràn về phía vũ trụ hiện hữu. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, bỗng nghĩ đến một việc. Việc xảy ra khi Thanh Nhi còn bé. Vì sao năm ấy hắn lại bỏ mạng ở hang núi kia? Bởi vì thiên đạo muốn diệt thế. Nhưng vì sao thiên đạo muốn diệt thế? Vì chúng sinh trong mắt thiên đạo chỉ như kiến cỏ. Người yếu, ta không ức hiếp người thì ức hiếp ai đây? Yếu là sai, yếu là tội. Tựa như những kẻ này đang muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại, chỉ vì lý do nhân loại yếu ớt, nên nhân loại đáng chết. Thế đạo bất công biết bao. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngẩn ra. Hắn như nhìn thấy vô số ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của biết bao người, tựa như hắn và Thanh Nhi trong hang núi năm xưa. Bản tâm. Bản tâm của hắn là gì? Là giúp Thanh Nhi trở nên mạnh hơn, tiêu diệt thiên đạo, trợ giúp những số phận nhỏ yếu. Bởi vì hắn và Thanh Nhi cũng từng bé nhỏ khiếp nhược như vậy. Nếu năm ấy có người đứng ra chống lại thiên đạo, huynh muội hắn đã không phải rơi vào cảnh. Mà hiện nay, hắn chỉ nghĩ đến người thân và bạn bè. Là hắn sai rồi ư? Không, không sai. Hắn quả thật không có nghĩa vụ cứu vớt thế giới này. Hắn có thể đưa hết thân bằng hảo hữu vào tiểu tháp, sau đó mặc cho vũ trụ này đi đến diệt vong. Nhưng nếu làm vậy, sẽ lại có bao nhiêu người rơi vào cảnh tuyệt vọng vì không được giúp đỡ như hắn và Thanh Nhi năm ấy. Huynh muội hắn đã từng hy vọng sẽ có người đứng ra chống lại thiên đạo biết bao, nhưng không có một ai. Nghĩ đến đây. Diệp Huyên bước tới trước, thi triển kiếm vực. Có kiếm Thanh Huyên hỗ trợ, kiếm vực của hắn đã hoàn toàn bao phủ khắp vùng thời không vô danh này. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi trong nháy mắt. Phải bảo vệ. Vô địch kiếm vực. Hắn không biết mình có thể cứu vũ trụ hay không, hắn chỉ muốn giúp đỡ nó, muốn đấu tranh thay cho vũ trụ này và vô số sinh linh của nó. Kiếm vực bao trùm lấy toàn bộ mảnh thời không vô danh này, tạm thời trấn áp được khí tử linh,
ngặt nỗi số lượng của chúng lại quá nhiều. Diệp Huyên hiện nay căn bản không thể chống đỡ. Nếu không có kiếm Thanh Huyên, hắn đã phải bỏ mạng rồi. Chính thanh kiếm đã giúp hắn chống đỡ kiếm vực và thần hồn. Trương lão đứng nơi cửa đá, đôi mắt thoáng nheo lại, cảm thấy có phần khiếp sợ. Không ngờ thiếu niên này lại có thể trấn áp khí tử linh như vậy. Cứ tưởng đây là chuyện bất khả thi. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lão ta tập trung vào thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Vừa nhìn thấy nó, chân mày lão cau lại, cảm giác được nỗi bất an. Lúc này, có một ông lão khác xuất hiện trước mặt Trương lão, nhìn xuống Diệp Huyên, nói, Trương lão, thiếu niên này không đơn giản. Trương lão gật đầu, thanh kiếm trong tay hắn càng bất thường. Ông lão kia, không thể để hắn tiếp tục trấn áp khí tử linh. Trương lão gật đầu, vươn tay ra ép xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ ùa về phía Diệp Huyên. Tiểu An lập tức xuất hiện, hai tay nâng lên, chỉ trong nháy mắt, một tấm khiên tròn màu vàng đã xuất hiện phía trên. Ầm. Khiên run lên bần bật rồi vỡ nát. Tiểu An rơi xuống. Trương lão nhìn nàng, là ngươi. Lão đã nhận ra nàng chính là người khi trước được họ giúp đỡ tạo ra minh hồn. Bên dưới, Tiểu An lau đi vệt máu bên môi. Thấy nàng nhìn lên, Trương lão nói, cô nương có thể gia nhập thần môn chúng ta nếu muốn, khi ấy sẽ được miễn chết. Tiểu An có tư cách bước vào thần môn. Chưa kể sau lưng nàng còn có kiếm tu áo xanh kia, khiến Trương lão kiêng kỵ. Nhưng Tiểu An lại lắc đầu, nhìn sang Diệp Huyên, ta theo hắn. Theo hắn. Trương lão nghe vậy thì cau mày, đi theo hắn chống đối thần nhân tộc, chỉ có một con đường chết. Tiểu An, chẳng sao cả. Trương lão lắc đầu, giết. Lão kiêng kỵ người áo xanh, nhưng càng kiêng kỵ thần nhân tộc. So với thần nhân tộc, y cũng chỉ là một con người mạnh hơn bình thường thôi, đã là cái thá gì đâu. Nghe lời Trương lão, có mấy siêu cường giả vọt ra từ cửa đá, nhằm thẳng vào Tiểu An. Tiểu An bình tĩnh nhìn chúng, tay phải nắm lại, sau đó hóa thành một chùm sáng vàng bắn lên. Ầm. Chùm sáng vàng vỡ nát, Tiểu An rơi xuống. Trước cửa đá, Trương lão lạnh lùng quan sát, nói, ngươi chỉ vừa đến minh hồn cảnh. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu bằng lòng gia nhập thần môn, chúng ta sẽ tha cho tội chết. Tiểu An đưa tay lên lau vết máu, thân thể nàng đã rạn vỡ. Trọng thương. Nàng lắc đầu, tiếp tục. Nàng định ra tay nhưng bị Diệp Huyên lên tiếng ngăn lại, đợi đã. Tiểu An nhìn sang, thấy hắn nhoẻn ra một nụ cười nhợt nhạt, muốn bảo vệ vũ trụ này là ta, sao có thể liên lụy đến muội? Tiểu An, huynh bảo vệ nó, ta bảo vệ huynh. Diệp Huyên ngẩn ra rồi cười, vậy chúng ta đều phải tiếp tục sống sót. Sống ư? Trương lão lạnh lùng cất tiếng, người trẻ tuổi, lấy cảnh giới của ngươi mà có thể thi triển kiếm vực trấn áp khí tử linh đã là không tầm thường, nhưng ngươi có biết mình đang đối mặt với thứ gì không? Ngươi không biết. Diệp Huyên cười với Tiểu An, ai cũng nói ta là con ông cháu cha cả. Tiểu An hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Diệp Huyên đen mặt, cho ta chút mặt mũi đi. Tiểu An gật đầu, vậy muội rút lại lời vừa rồi. Diệp Huyên. Trương lão nhìn Diệp Huyên, xem ra ngươi sắp gọi người đến. Diệp Huyên cười, dĩ nhiên. Hắn thì thầm với kiếm Thanh Huyên, Thanh Nhi, ta muốn cứu vũ trụ này, hãy giúp ta. Diệp Huyên vốn không phải một người bảo thủ. Cứu một vũ trụ ư. Hắn muốn. Nhưng hắn không có năng lực ấy. Đã vậy thì hắn sẽ không ép uổng bản thân đi làm, đã vậy còn liên lụy đến các cô gái của mình. Hắn đâu có ngu. Trương lão ở chân trời nói, ta sẽ chờ. Tại một tinh vực không người biết nào đó, cô gái váy trắng dừng bước. Sau một hồi im lặng, nàng ấy đáp được. Những ngón tay nàng khép lại, nhẹ nhàng vung lên. Kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên bỗng bắn lên cao. Xoẹt. Nó đi đến đâu, toàn bộ khí tử linh xung quanh đều bị chém vỡ đến đấy. Chỉ bằng một kiếm, toàn bộ khí tử linh đã cạn kiệt. Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Nhi thật sự có thể nghe thấy hắn sao? Ban nãy hắn chỉ muốn thử mà thôi, nào ngờ Thanh Nhi lại nghe thấy thật. Chẳng lẽ muội ấy vẫn luôn theo dõi mình?
Suy nghĩ này khiến trái tim Diệp Huyên cảm thấy ấm áp. Mà Trương lão và đám người ở chân trời kia thì ngây ra như phỗng. Biến mất rồi. Ngần ấy khí tử linh mà lại biến mất chỉ sau một kiếm. Trương lão như nghĩ ra gì mà trợn trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên đáp, lão tổ thần nhân tộc, chó má, Trương lão cả giận quát lên, nhân loại như ngươi sao có thể là lão tổ thần nhân tộc? Ngươi muốn bịp ai? Diệp Huyên lạnh lùng hỏi, vậy ngươi cho rằng ta là ai? Trương lão quắc mắt chừng hắn, trong lòng đã cảm thấy luống cuống. Đường kiếm vừa rồi không phải do Diệp Huyên chém ra, mà là có người khác âm thầm điều khiển. Nhưng lão lại không cảm nhận được. Có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của người ấy vượt xa lão. Là nhân loại, hay là thần nhân tộc? Chẳng lẽ là người đàn ông áo xanh? Người đàn ông áo xanh. Trương lão lập tức xác định. Trong số nhân loại, chỉ có y mới có khả năng này. Lão ta phóng tầm nhìn bốn phía với vẻ kiêng dè sâu đậm. Ngày ấy, lão suýt nữa đã bị người này dùng một kiếm chém nát thần hồn. Trương lão lạnh lùng liếc Diệp Huyên, đi. Sau đó lão và những người kế bên xoay người bước vào cửa đá, sau đó cửa liền đóng lại. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn về phía kiếm Thanh Huyên, kiếm khe khẽ run lên trước khi rơi xuống trước mặt hắn. Hắn im lặng cầm lấy nó. Tại một tinh vực khác, cô gái váy trắng tiếp tục nhấc chân tiến bước. Cứu vũ trụ ư. Nàng ấy không có hứng thú. Có lẽ thiên mệnh ban đầu từng có. Nhưng nàng thì không. Sở dĩ nàng ra tay là vì Diệp Huyên. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn nói một câu, nàng có thể vì hắn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ. Đối với nàng, sinh mệnh chỉ là một loại hình thức, có hay không cũng không sao. Dĩ nhiên là trừ Diệp Huyên ra. Đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn một cô gái khác đang đứng cách đó không xa. Người kia thấy nàng ấy thì khẽ ngẩn ra, sau đó bật cười, thật là khéo. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu như chào hỏi. Cô gái kia nào phải người xa lạ gì, mà chính là Mộ Niệm Niệm. Nàng ta cười hỏi, ta lén đến đây, nhưng cô hẳn là cưỡng chế đi lên, đúng không? Cô gái váy trắng gật đầu. Mộ Niệm Niệm, hắn vẫn khỏe chứ? Cô gái váy trắng chỉ nói, ta đang bận. Rõ là không muốn nói chuyện. Nếu đối phương không phải Mộ Niệm Niệm thì nàng ấy đã chẳng thèm mở miệng nói lấy một lời. Nàng ấy vẫn là có chút tôn trọng dành cho Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm cười, vậy ta không quấy rầy. Cô gái váy trắng gật đầu rồi đi tiếp, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại nói, cô hẳn có điều muốn hỏi ta, hỏi đi. Mộ Niệm Niệm, thần nhân tộc tạo ra nhân loại, nói cách khác, bọn chúng nắm giữ bản chất sinh mệnh trong tay, đúng vậy không? Cô gái váy trắng gật đầu, phải. Mộ Niệm Niệm, gần đây ta đang nghiên cứu về bản chất sinh mệnh. Nhưng lại gặp một vài vấn đề. Bản chất sinh mệnh do vật chất tạo thành, nhưng vật chất từ đâu mà đến? Sinh mệnh lúc ban sơ, tỉ như thể sinh mệnh đầu tiên, lại là gì? Khởi nguồn của sinh mệnh. Đây là chủ đề nàng ta đang nghiên cứu gần đây. Cô gái váy trắng nhìn Mộ Niệm Niệm rồi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay nàng ấy là một giọt nước, nó dần đông lại thành băng, chỉ chốc lát sau lại tan thành nước. Mộ Niệm Niệm im lặng một hồi, nói ta hiểu rồi. Cô gái váy trắng gật gù, thông minh. Sắc mặt Mộ Niệm Niệm có phần phức tạp. Thấy cô gái váy trắng đi thêm vài bước rồi, nàng ta lại hỏi, một câu cuối. Cô gái váy trắng dừng bước, xoay người lại, Mộ Niệm Niệm lấy ra một quyển sách cổ. Nàng ta chỉ nhìn cô gái váy trắng mà không nói gì, bởi nàng biết đối phương sẽ hiểu ý mình. Sau một hồi trầm mặc, cô gái váy trắng nói, cô rất xuất sắc. Nhưng có một số việc phải vờ như không biết, bởi vì chỉ một suy nghĩ của đối phương cũng có thể khiến cô biến mất, hiểu chưa? Mộ Niệm Niệm nặng nề nói, ta biết, chỉ là sự sống của chúng ta như vậy liệu có ý nghĩa sao? Cô gái váy trắng, có chứ? Hơn nữa, một nụ cười lạnh lùng gợi lên trên khóe môi nàng ấy, có người cho rằng mình là kẻ đánh cờ, lại không biết bản thân cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Ánh mắt nàng ấy lại nhìn vào quyển sách trong tay Mộ Niệm Niệm, cô đã hiểu chưa? Mộ Niệm Niệm không đáp. Cô gái váy trắng lại xoay người bước đi,
Vũ trụ của thế giới này chỉ là một vòng tuần hoàn, cái gọi là đạo cũng giống như thế. Một người vẽ nên vòng tròn cho kẻ khác, nào biết bản thân mình cũng ở trong vòng tròn của người khác. Tóm lại, ta là vô địch. Mộ Niệm Niệm mang ánh mắt phức tạp nhìn đối phương biến mất ở nơi xa. Thật là một người đáng sợ. Tâm tư sâu kín, xưa nay hiếm gặp. Một hồi sau, nàng ta thu quyển sách về, bật cười rời đi. Chấm chấm chấm. Trong một tòa thạch điện nào đó. Trương lão cung kính đứng trước mặt Ách Ngôn, nghe ả ta hỏi, người nói người đàn ông áo xanh kia ra tay. Trương lão, hẳn là vậy, y rất mạnh, e rằng ta không phải đối thủ của y. Ách Ngôn, vậy giao cho thần nhân tộc chúng ta. Ả ta nói xong thì đứng dậy, chỉ một khắc sau đã trở về thần nhân tộc. Sau đó, thần nhân tộc bắt đầu truy nã người đàn ông áo xanh. Thần nhân tộc. Trong một tinh vực nọ, có một tòa tháp khổng lồ cao gần nghìn trượng. Tên gọi tháp thần nhân. Nó có cả nghìn tầng, mỗi tầng là một thế giới. Chỉ một tòa tháp, mà lại chất chứa hơn nghìn thế giới. Bốn phía tháp thần nhân là vô số đường hầm thời không, làm đường dẫn cho tín ngưỡng chi lực và linh khí tinh khiết vô cùng vô tận ồ ạt chảy vào các tầng tháp. Trong một tòa đại điện nọ, các cường giả thần nhân tộc tề tựu. Ma Diêm ngồi ở vị trí chủ tọa, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, nói trước mắt đã biết có hai người thoát khỏi quy tắc do chúng ta lập nên, một là cô gái váy trắng, người đã giết chết bá nhai, chứng tỏ sức mạnh của ả ta đã vượt khỏi giới hạn nhân loại, thậm chí còn hơn số ít trong chúng ta. Thứ hai là người đàn ông áo xanh, thực lực không rõ, nhưng hẳn sẽ không quá yếu. Những lời này khiến các thần nhân trong điện cau mày. Nhân loại do thần nhân tạo ra. Từ khi ra đời đều mang trên mình cấm chế, không chỉ nhân loại mà vũ trụ của họ cũng có. Không được thần nhân tộc giúp đỡ, thần hồn cảnh chính là cực hạn của nhân loại. Vậy mà bây giờ lại có kẻ vượt lên khỏi giới hạn này mà không cần thần nhân tộc giúp sức. Bỗng có tiếng cười vang lên, chưa chắc đã là chuyện xấu. Ánh mắt của mọi người tập trung vào một cô gái. Nàng ta tên Ngạn Chi, một đại đạo sư trong thần học viện của thần nhân tộc. Ngạn Chi cười, ta hiểu mối bận tâm của chư vị, nhưng chư vị có từng nghĩ xem vì sao hai người này lại có thể thoát khỏi quy tắc do chúng ta đặt ra chưa? Các thần nhân cau mày. Đúng vậy. Vì sao hai người này lại có thể thoát khỏi quy tắc do họ đặt ra? Không hợp lẽ thường. Ngạn Chi, họ làm được điều này là vì họ nắm giữ những con đường tu hành khác mà chúng ta cũng không biết. Khóe môi nàng ta cong cong, vì vậy ta thấy đây không phải chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện cực kỳ tốt. Chúng ta có thể dựa vào đó để mở ra con đường tu luyện mới. Ma Diêm, quả vậy, giá trị nghiên cứu của hai người này là rất cao. Ngạn Chi vội nói, tộc trưởng, nhất định phải để họ sống, khi ấy mới có giá trị nghiên cứu. Ma Diêm vừa mở miệng thì nghe một ông lão già nua cất tiếng, ta không an tâm. Mọi người lại nhìn ông ta. Người này tên Yếm Chu, đại trưởng lão của thần nhân tộc, uy tín cực cao. Ma Diêm cười, Yếm Chu trưởng lão, mời nói. Yếm Chu, trước mắt, chúng ta không rõ tình hình cụ thể về hai người kia, sức mạnh của họ đến đâu cũng chỉ là suy đoán. Chư vị có từng nghĩ rằng nếu thực lực của họ khác với những gì chúng ta nghĩ, thậm chí còn mạnh hơn thì sẽ thế nào không? Ngạn Chi cười, ý Yếm Chu trưởng lão là hai nhân loại ấy còn mạnh hơn các vị đang ngồi ở đây. Yếm Chu nhìn nàng ta, sao lại không thể? Trên đời không có gì là tuyệt đối. Ngạn Chi lắc đầu, đại trưởng lão, lịch sử nhân loại mới đi được bao lâu, lịch sử thần nhân tộc ta lại kéo dài bao lâu? Chưa kể bọn họ do chúng ta tạo ra, chỉ là một chủng tộc cấp thấp trong chuỗi sinh vật ở vũ trụ này. Không phải ta xem thường họ, mà là họ thật sự quá yếu, dù có vài ngoại lệ thì cũng chỉ là những con kiến lớn hơn bình thường mà thôi. Một vài cường giả thần nhân tộc khác gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Không phải họ xem thường hai người kia, mà họ cho rằng nhân loại không thể nào sánh vai cùng thần nhân tộc. Bởi vì họ là do thần nhân tộc tạo ra. Nhân loại muốn vượt mặt thần nhân tộc ư. Các thần nhân đều cảm thấy hoang đường. Một chủng tộc do thần nhân tộc tạo ra, làm sao có thể vượt qua bọn họ? Yếm Chu im lặng. Thật ra ông ta cũng không cho rằng nhân loại có thể vượt mặt thần nhân tộc, nhưng lý trí lại mách rằng trên đời không có gì là tuyệt đối, không nên chủ quan.
Ma Diêm lên tiếng, Ngạn Chi đạo sư nói phải, hai người kia có nhiều giá trị nghiên cứu, nên bắt sống. Nhưng đại trưởng lão cũng có lý, thần nhân tộc ta khi đối mặt họ cũng không thể khinh địch. Nếu đã có khả năng thoát khỏi quy tắc của chúng ta, chứng minh họ có chỗ bất phàm. Hơn nữa chư vị cũng biết thực lực bá nhai đến đâu, cô gái váy trắng kia có thể giết y, đồng nghĩa với việc sở hữu sức mạnh ít nhất đã đến lục đoạn. Cảnh giới ở thần vực khác với nhân loại. Có tổng cộng cửu đoạn. 9 là cực hạn hiện nay. Ngay cả trong thần nhân tộc, cũng chỉ có vài cường giả đạt đến trình độ này. Ngạn Chi, cô gái váy trắng đạt đến lục đoạn, có nghĩa là nhân loại có khả năng đột phá cực hạn bản thân, chạm đến trình độ của thần nhân tộc ta. Vì vậy ta thấy nên diệt vong, chưa kể tín ngưỡng chi lực của họ với chúng ta hiện nay có hay không cũng được, dẫu sao chúng ta cũng đã có vật thay thế rồi. Các thần nhân liên tục gật đầu. Trong vài triệu năm gần đây, thần nhân tộc đã không còn quan tâm đến nhân tộc nữa. Bởi họ đã tìm được vật thay thế mới. Tín ngưỡng chi lực của nhân tộc với họ bây giờ không có nữa cũng chẳng hề gì. Ma Diêm nói với Ách Ngôn, bảo mấy tên nhân loại ở thần môn nhanh tay lên. Về phần người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng mà chúng lo lắng, thần nhân tộc ta sẽ tự đối phó. Ách Ngôn gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Ma Diêm gật gù, việc của nhân loại dưới kia cũng không phải vội vã, việc cần kíp bây giờ là bắt được kiếm tu áo xanh và cô gái váy trắng. Ông ta quay sang một người đàn ông trung niên, Vũ Trần, ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Người tên Vũ Trần gật đầu, không thành vấn đề. Ma Diêm, để tránh xảy ra biến cố, cho phép ngươi điều động 6 thần tướng. Vũ Trần lạnh nhạt nói, không cần, chỉ là 2 tên nhân loại mà thôi. Sau đó gã xoay người rời đi. Ma Diêm lắc đầu, vẫn ngạo mạn như xưa. Ngạn Chi lên tiếng, ta muốn đến vũ trụ nhân loại một chuyến. Ma Diêm, vũ trụ nhân loại. Ngạn Chi gật đầu cười, trước kia ta không có hứng thú với họ, nhưng bây giờ thì có. Ta muốn đưa vài học trò đến thế giới nhân loại, tiếp xúc với họ một phen. Ma Diêm suy ngẫm rồi gật đầu, tùy ngươi. Ngạn Chi rời đi. Những cường giả thần nhân tộc khác cũng nhanh chóng tản đi. Không lâu sau, Ngạn Chi dẫn theo 3 học trò thần nhân tộc đi đến vũ trụ nhân loại. Họ đều dùng bộ dạng của loài người. Nơi nào đó trong vũ trụ, Ngạn Chi dõi mắt nhìn xuống, cười nói, ta từng nghiên cứu về nhân loại. Họ là sinh vật cấp thấp, thực lực tuy yếu nhưng lại rất thú vị, nhờ vào một thứ gọi là nhân tính. Cô gái áo trắng đi cạnh nàng ta tỏ vẻ hiếu kỳ, Ngạn Chi đạo sư, nhân tính là gì? Ngạn Chi, con đang làm khó ta đấy. Thấm thủy, nhân tính là thứ phức tạp nhất của nhân loại, khó mà nói chỉ trong vài lời. Người thanh niên đi bên lạnh nhạt hỏi, đạo sư, lũ kiến hôi này thì có gì đáng để nghiên cứu? Ngạn Chi nhìn sang, mỉm cười, A Mộc à, nhân loại tuy yếu nhưng vẫn có chỗ ưu tú. Đi thôi. Nàng ta đưa 2 học trò biến mất. Chấm chấm chấm. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, đối diện với Kiếm Thanh Huyên. Xung quanh hắn được bao phủ trong một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đó chính là kiếm vực. Phương Thốn kiếm vực. Trong suốt thời gian qua, hắn đều điên cuồng tập luyện kỹ năng dùng Kiếm Thanh Huyên tạo nên kiếm vực này. Trong một tấc vuông đó, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Sau khi bị khí tử linh xâm lấn, khủng hoảng đã nổ ra khắp vũ trụ hiện hữu. Lần diệt thế trước đó tuy không thành công nhưng cũng đã khiến rất nhiều người bỏ mạng. Vì vậy vũ trụ hiện hữu hiện nay đang rối loạn cực kỳ. Chủ yếu nằm ở lòng người. Khắp vũ trụ, trật tự vỡ nát, mặt ác của nhân tính hoàn toàn lộ diện. Đúng lúc này, Tĩnh Chi xuất hiện trong tháp. Nhìn thấy sức mạnh kiếm vực quanh người hắn, sắc mặt nàng ấy đanh lại. Diệp Huyên mang lại cho nàng cảm giác nguy hiểm vô cùng. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, sao rồi? Tĩnh Chi thấp giọng nói, vũ trụ đang hỗn loạn vô cùng, rất nhiều nơi đều không còn trật tự. Còn có lời đồn tận thế sắp buông xuống, vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Diệp Huyên nghe vậy thì cau mày. Tĩnh Chi, người có đứng ra lo hay không? Nàng ấy biết trong vũ trụ này hiện nay chỉ có Diệp Huyên có năng lực giải quyết. Nếu hắn không màng đến thì không cần đợi thần nhân tộc ra tay. Chỉ nhân loại với nhau thôi cũng đủ để đào mồ chôn chính mình.
Con người đã đoàn kết lại rất nhiều lần, nhưng có khi giết hại lẫn nhau mới là ngón nghề của họ. Diệp Huyên lắc đầu, vũ trụ quá lớn, ta làm sao lo hết. Vũ trụ hiện hữu này mênh mông biết chừng nào. Bảo hắn đứng ra lo hết ư. Hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm. Đã vậy nhân lực cũng không đủ. Tính chi, đang có rất nhiều lời đồn rằng vũ trụ sắp đi đến tận thế, nhiều người cho rằng kiểu gì cũng chết, vì sao không phát cuồng một chút. Nên rất nhiều nơi bên ngoài, đặc biệt là những vùng nhỏ lẻ, đều rơi vào hỗn loạn. Diệp Huyên hỏi, cô có ý kiến gì? Tính chi, nếu ngươi muốn xử lý thì ta đã có biện pháp, còn nếu không thì chỉ có thể mặc cho bên ngoài loạn lạc thôi. Diệp Huyên không đáp. Tính chi, ta thấy ngươi phải đứng ra. Diệp Huyên, vì sao? Tính chi nhìn hắn, vấn đề bây giờ không phải là nội loạn trong nhân loại, mà là cuộc chiến giữa hai chủng tộc. Thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại cần một người đứng ra dẫn dắt, bằng không tất cả sẽ như rắn mất đầu. Khi ấy, mặc cho thần nhân tộc tàn sát chính là kết cuộc của nhân loại chúng ta. Nếu ngươi muốn cứu toàn thể loài người thì phải ra mặt dẫn lối, triệu tập mọi người đứng lên chống lại thần nhân tộc. Diệp Huyên lắc đầu, ta biết cô có lý, nhưng thực lực của nhân loại hiện nay không thể chống lại thần nhân tộc được. Tính chi cao mày, sao lại không? Chúng ta có người đàn ông áo xanh, có cô gái váy trắng cơ mà. Ta biết ngươi không muốn dựa dẫm vào cha và muội muội, nhưng mục đích của thần nhân tộc là gì? Là diệt chủng nhân loại, mà họ cũng là nhân loại đấy thôi. Nàng ấy nghiêm túc nói, ta có thể cam đoan với ngươi, tộc trưởng thần nhân tộc tuyệt đối không có võ đức, ngươi không cần thấy áy náy gì cả. Trước tiên cứ nhào ra đánh, đánh không lại thì ăn đòn cho bầm dập một chút, tốt nhất là cụt tay cụt chân gì đó. Rồi để ta cầm cái chi cụt ấy đến báo tin cho cha và muội muội ngươi. Đảm bảo hiệu quả tuyệt đối. Diệp Huyên. Tính chi biết, cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh có thể không để ý đến vũ trụ hiện hữu này, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ để ý đến Diệp Huyên. Nếu nhìn thấy Diệp Huyên bị đánh tàn phế, chắc chắn hai người họ sẽ quan tâm. Đặc biệt là cô gái váy trắng. Vừa nghĩ đến cảnh cô gái váy trắng thấy Diệp Huyên cụt tay cụt chân. Nàng ấy cảm thấy rất kích thích. Chắc chắn người phụ nữ kia sẽ giết sạch toàn bộ thần nhân tộc. Nghe thấy lời của Tĩnh Chi, Diệp Huyên hơi cạn lời. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này chẳng những có ý đồ với mình mà còn có ý đồ với phụ thân và Thanh Nhi nữa. Đúng là xấu xa. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên khẽ thở dài, người đi theo ta ra ngoài một lát. Dứt lời, không đợi Diệp Huyên từ chối. Nàng ấy đã nắm tay hắn rời khỏi tiểu tháp. Hai người xuất hiện ở tinh vực thần cổ, dưới sự hướng dẫn của Tĩnh Chi, hai người đi tới một tòa thành nhỏ. Vừa đi vào thành, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Trong thành có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, lúc này, cả tòa thành đang nội loạn. Đốt giết khắp nơi. Cả tòa thành tựa như địa ngục nhân gian. Những kẻ yếu không có thực lực kia càng thê thảm hơn. Mặt tối của lòng người thể hiện rõ ràng. Tĩnh Chi bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ở vũ trụ còn nhiều nơi thế này. Một vài người có thực lực và thế lực cường đại còn có thể tự vệ, nhưng những người yếu hơn thì sao đây? Bọn họ chỉ có thể đợi bị giết mà thôi. Diệp Huyên không nói gì. Tĩnh Chi nói tiếp, lúc đó vì sao ngươi muốn một mình trấn áp những khí tử linh kia? Thật ra nàng ấy rất tò mò về điều này. Vì với hiểu biết của nàng ấy về Diệp Huyên không phải kiểu thánh nhân, hắn cũng không phải người muốn làm anh hùng. Nhưng lúc đó Diệp Huyên vẫn đứng ra. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì nghĩ tới ta và Thanh Nhi trước đây, lúc đó, ta và muội ấy rất bất lực. Tĩnh Chi nhìn về phía xa, các ngươi trước đây, chính là bọn họ bây giờ. Dứt lời, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta và thần nhân tộc nhất định sẽ phải đánh một trận. Diệp Huyên cười, đúng thế. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện, một khắc sau, tất cả cường giả của kiếm minh đều xuất hiện. Diệp Huyên nhìn kiếm tuyệt dẫn đầu, bắt đầu từ bây giờ, kiếm minh có trách nhiệm bảo vệ trật tự của vũ trụ hiện hữu này. Đầu tiên truyền lệnh với chư thiên vạn giới, rằng tất cả mọi người phải tuân thủ theo trật tự kiếm minh đặt ra, có kẻ dám làm loạn thì lập tức giết chết. Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyên, chắc là không đủ người đâu. Diệp Huyên đáp, bảo chư thiên thành và bất tử đế tộc của vũ trụ cửu duy giúp đỡ.
Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu tháp, phồn đoá chí tôn và đoá nhất chí tôn. Hai cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn họ, ta cần hai người giúp đỡ. Năng lượng của hai người rất lớn, nếu có sự giúp đỡ của bọn họ, chắc chắn sẽ có thể khôi phục trật tự của vũ trụ này. Hai cô gái gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Tĩnh Chi nói, người của Thánh Đường đợi lệnh ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bảo người của cô giúp đỡ Kiếm Minh, đồng thời thông báo chuyện của thần nhân tộc với tất cả mọi người. Nghe vậy, Tĩnh Chi khẽ nhíu mày, làm thế có dẫn tới khủng hoảng lớn hơn không? Diệp Huyên đáp, đã đến bước đường cùng rồi. Nghe vậy, Tĩnh Chi hiểu ra. Nếu để nhân loại biết có một chủng tộc lợi hại hơn muốn tiêu diệt nhân loại, thì nhân loại sẽ làm sao? Nếu không có người dẫn đầu chắc chắn sẽ rối loạn. Nhưng nếu có người dẫn đầu thì sao? Nhân loại giết hại lẫn nhau, nhưng nhân loại cũng là một chủng tộc vô cùng đoàn kết. Vì không đoàn kết là chết hết. Mấy người Kiếm Tuyệt cũng lập tức phân ra đi khắp chư thiên vạn giới. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, tiếp theo, người có dự tính gì không? Diệp Huyên cười nói, còn có thể có dự tính gì được. Đương nhiên là đánh nhau với thần nhân tộc rồi. Tĩnh Chi trầm giọng nói, chúng ta không có thông tin gì về thần nhân tộc cả. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Lúc này, hắn chợt nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, có ba người đang đứng ở đó. Hai nữ một nam. Khi nhìn thấy ba người, Tĩnh Chi ở bên cạnh Diệp Huyên cũng nhíu mày. Ba người này chính là ba người nhóm Ngạn Chi kia. Lúc này, ba người họ đang quan sát Diệp Huyên. Không phải tình cờ gặp nhau, mà là bọn họ đến tìm Diệp Huyên. Vì ở vũ trụ hiện hữu bây giờ, Diệp Huyên nổi tiếng nhất. Lúc này, Ngạn Chi cười nói, chào Diệp công tử. Ta tên Ngạn Chi, hai người bên cạnh là học trò của ta, A Mộc và Thấm Thủy. Diệp Huyên gật đầu, hắn quan sát ba người, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên rung lên. Cảm nhận được điều này, trong lòng Diệp Huyên dâng lên sự đề phòng. Ngạn Chi dẫn hai người kia đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nhẹ, Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm trong tay ngươi không? Rõ ràng là đã phát hiện kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười đáp, e rằng không được. Lúc này, A Mộc bên cạnh Ngạn Chi đột nhiên lạnh lùng nói, không biết điều. Nói xong, hắn ta vung tay áo, một lực lượng mạnh mẽ áp đảo về phía Diệp Huyên. Chỉ cần không vui là lập tức ra tay. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Vụt! Một tia kiếm quang phá không bay đi, A Mộc còn chưa kịp phản ứng đã lập tức rơi đầu. Giết chết trong nháy mắt. Không vừa ý là giết. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Ngạn Chi lập tức cứng đờ. Khiếp sợ! Nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại đáng sợ như thế, có thể giết chết học trò của nàng ta chỉ bằng một kiếm. Nhân loại này không yếu như nàng ta nghĩ. Lúc này, nàng ta cũng hiểu được một đạo lý. Thực lực tổng thể của nhân loại yếu hơn thần nhân tộc, nhưng trong nhân loại cũng có cường giả cao cấp, mà cường giả bình thường của thần nhân tộc cũng không thể chống lại những cường giả này. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử chỉ không vừa ý đã giết người. Có phải hơi quá đáng không? Diệp Huyên cười hỏi lại, ai ra tay trước? Ngạn Chi im lặng. Diệp Huyên lại nói, Ngạn Chi cô nương, chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm, chúng ta làm quen lại từ đầu, ta tên Diệp Huyên, tổ tiên của thần nhân tộc chuyển thế. Nghe vậy, nét mặt Ngạn Chi và Thấm Thủy bên cạnh nàng ta đều cứng đờ. Tổ tiên của thần nhân tộc chuyển thế. Thấy nét mặt kỳ lạ của hai cô gái, Tĩnh Chi lập tức xa sầm mặt. Hai người này thật sự là thần nhân tộc. Sở dĩ Diệp Huyên nói câu đó không phải là vì rảnh rỗi, mà là muốn dò xét hai người này, nhưng bây giờ xem ra bọn họ thật sự là thần nhân tộc. Nghĩ đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, người đàn ông này đúng là nhiều mưu kế. Mà nét mặt Diệp Huyên vẫn không hề thay đổi, còn đang nở nụ cười. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử là tổ tiên của thần nhân tộc chuyển thế. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ngạn Chi chớp mắt, có bằng chứng gì? Diệp Huyên cười, không sao,
nếu cô nương không tin thì thôi, dù sao ta tin là được rồi. Ngạn Chi. Thấm Thủy chợt cất lời, Diệp công tử, nghe nói thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại, mà ngươi là tổ tiên của thần nhân tộc chuyển thế, vậy ngươi có thái độ gì với chuyện lần này? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó khẽ thở dài, không ngờ con cháu đời sau của ta lại làm chuyện vô nhân đạo như thế. Sớm biết vậy thì lúc trước ta đã vung đao tự thiến mình rồi. Ba cô gái. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Ngạn Chi, cười nói, Ngạn Chi cô nương, người có ý kiến gì về chuyện thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại không? Ngạn Chi chớp mắt, sau đó đáp, người có ý kiến gì về việc nhân loại nuôi súc vật để ăn không? Diệp Huyên im lặng. Ngạn Chi cười nói, khi nãy người nói thần nhân tộc tiêu diệt nhân loại là vô nhân đạo, vậy ta muốn hỏi Diệp công tử, nhân loại ăn súc vật, nô dịch những sinh linh còn lại thì coi là gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta là nhân loại. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch môi, Diệp công tử như thế là tiêu chuẩn kép rồi. Nhân loại nuôi súc vật ăn, nô dịch những sinh linh khác, Diệp công tử nói mình là nhân loại. Mà thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại, Diệp công tử lại nói là vô nhân đạo. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử, tiêu chuẩn kép không tốt đâu. Diệp Huyên cười nói, vấn đề thực lực. Ngạn Chi cười, Diệp công tử nói đúng trọng điểm rồi. Thật ra chúng ta không cần nói đến nhân nghĩa đạo đức gì cả, nói thẳng ra chính là vấn đề thực lực. Dù nhân loại có thể nuôi súc vật để ăn, hơn nữa nô dịch sinh linh khác, đó là vì nhân loại có thực lực. Mà thần nhân tộc muốn tiêu diệt loài người vì nguyên nhân gì thì không còn quan trọng nữa, quan trọng là thần nhân tộc mạnh hơn nhân loại. Ngươi thấy đúng không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đúng thế, yếu hơn thì phải chịu đòn. Bây giờ nhân loại yếu, bị đánh là chuyện rất bình thường, điều này, ta luôn rất rõ ràng. Ngạn Chi tỏ vẻ ngạc nhiên, ta vốn tưởng Diệp công tử còn muốn bàn về đạo đức với ta đấy. Diệp Huyên cười to, Ngạn Chi cô nương, ta hơi tò mò, tại sao thần nhân tộc này lại muốn tiêu diệt nhân loại? Tĩnh Chi cũng nhìn về phía Ngạn Chi. Thật ra nàng ấy cũng rất tò mò. Vì sao thần nhân tộc đột nhiên muốn tiêu diệt nhân loại? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Ngạn Chi chớp mắt, cười nói, sao Diệp công tử lại hỏi vấn đề này, ta cũng không phải thần nhân tộc, sao ta biết vì sao bọn họ muốn tiêu diệt nhân loại được. Diệp Huyên cười, cũng phải. Ngạn Chi lại nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm này không? Chỉ nhìn một lát thôi. Diệp Huyên đưa kiếm cho Ngạn Chi nhận lấy kiếm, sau đó, nụ cười trên mặt nàng ấy dần biến mất, trở nên nặng nề. Một lát sau, Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyên, là ai tạo ra thanh kiếm này vậy? Diệp Huyên cười, tự ta chế tạo. Ngạn Chi ngây người, sau đó nói, Diệp công tử, người nghĩ ta bị ngu à? Diệp Huyên. Ngạn Chi lại nhìn kiếm Thanh Huyên, một lát sau, nàng ta trầm giọng nói, Diệp công tử, người tạo ra thanh kiếm này không đơn giản. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Lúc này, trong lòng nàng ta chợt thấy bất an. Vì nàng ta không thể nhìn thấu thanh kiếm này. Một vài kiến thức chứa đựng trong thanh kiếm, nàng ta còn chưa từng tiếp xúc. Nếu thật sự do nhân loại chế tạo thì nhân loại này thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên cười nói, đây là do ta mang đến từ thần nhân tộc. Nàng ta khẽ nhíu mày, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật sự là do thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi im lặng nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Nếu thật sự do thần nhân tộc chế tạo thì cũng có thể giải thích được. Chỉ là nàng ta vẫn hơi không tin. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có thể dùng nhân phẩm của mình thề là ta không nói dối. Dùng nhân phẩm thề, Ngạn Chi hơi do dự, sau đó nói, nặng lời rồi. Ta tin tưởng lời của Diệp công tử. Nàng ta từng nghiên cứu về nhân loại, nàng ta biết nhân loại rất xem trọng nhân phẩm. Nếu người trước mắt đã lấy nhân phẩm ra thề thì có lẽ là thật. Thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi rơi vào trầm tư. Nếu là thần nhân tộc chế tạo thì cũng đồng nghĩa với việc có thần nhân tộc giúp đỡ nhân loại. Hơn nữa còn không phải người bình thường. Là ai? Vô số cường giả thần nhân tộc lập tức xuất hiện trong đầu Ngạn Chi. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta còn có việc, cáo từ.
Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên đã rời đi, im lặng không nói một lời. Lúc này, Thấm Thủy bên cạnh nàng ta chợt nói, sư phụ, người thật sự tin thanh kiếm này là do thần nhân tộc ta chế tạo sao? Ngạn Chi trầm giọng nói, thanh kiếm này vô cùng bí ẩn, thời không chi đạo ẩn chứa bên trong vượt xa vũ trụ này, chẳng những thế còn có những thứ ta không thể nhìn thấu được. Có lẽ thanh kiếm này không phải do nhân loại chế tạo. Thấm Thủy khẽ nhíu mày, vậy sẽ là ai chứ? Ngạn Chi nhẹ giọng nói, không biết, nhưng chắc chắn không phải thần nhân tộc bình thường. Nhưng đối phương làm thế vì mục đích gì? Giúp đỡ nhân loại ư? Nói xong, nàng ta cau mày. Thấm Thủy chợt hỏi, sư phụ, có phải là Diệp Huyên kia nói dối không? Ngạn Chi đáp, chắc là không đâu. Người này đã lấy nhân phẩm ra thể rồi. Hơn nữa chắc chắn nhân loại không có năng lực chế tạo thanh kiếm kia. Thấm Thủy trầm giọng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngạn Chi nói, ngươi trở về thần nhân tộc, thông báo chuyện này cho tộc trưởng, ta ở lại đây quan sát. Thấm Thủy gật đầu, được. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ngạn Chi nhìn về phía xa, sau đó biến mất. Bên kia, Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyên, bọn họ là người của thần nhân tộc. Diệp Huyên gật đầu. Tĩnh Chi trầm giọng hỏi, vì sao không giết bọn họ? Diệp Huyên cười, giết hai người họ có tác dụng gì sao? Tĩnh Chi đáp, cũng đúng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, trong lúc vô tình, Diệp Huyên ta lại trở thành người bảo vệ nhân tộc. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ, thật sự như là một giấc mơ vậy. Tĩnh Chi cười nói, hối hận không? Diệp Huyên lắc đầu, như lời cô nói đấy. Cuối cùng chúng ta và thần nhân tộc vẫn phải đánh một trận, không phải sao? Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, người biết không? Trước đây chúng ta vẫn luôn muốn rời khỏi vũ trụ hiện hữu này, đi ngắm nhìn vũ trụ bên ngoài. Nhưng khi thật sự có thể rời khỏi nơi này, chúng ta lại phát hiện thế giới bên ngoài lại tràn đầy ác ý với chúng ta. Tò mò. Từ trước đến giờ, sự tò mò của nhân loại luôn có thể hại chết nhân loại. Diệp Huyên định đáp lời thì lúc này, trên đầu hai người đột nhiên xuất hiện một cửa đá thật to. Thần môn. Cửa đá từ từ mở ra, một áp lực đáng sợ lao xuống, sau đó, một ông lão xuất hiện. Trương lão. Sau khi xuất hiện, Trương lão nhìn về phía Diệp Huyên, người không bảo vệ được nhân loại đâu. Diệp Huyên cười, ông cũng là nhân loại mà. Trương lão đáp, ta khác với ngươi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, khác chỗ nào? Trương lão đáp, ta có thể trở thành thần nhân. Sau khi nhân loại bị tiêu diệt, ta sẽ đưa tất cả mọi người của thần môn đến thần vực, ở nơi đó có thể tiếp thu văn minh thần đạo. Một văn minh vượt xa văn minh của nhân loại. Thần vực. Diệp Huyên cau mày. Lúc này, Trương lão lại nói, ta vốn muốn tất cả nhân loại có thể ra đi thanh thản, nhưng nếu ngươi đã làm thế thì đừng trách chúng ta không có đạo đức. Vừa nói xong, không gian xung quanh chợt rung lên, một khắc sau, không gian bắt đầu nứt ra, sau đó bắt đầu bốc cháy. Phải nói rằng là toàn bộ vũ trụ hiện hữu bắt đầu cháy lên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên trầm giọng nói, có lẽ là có trận pháp bao phủ vũ trụ hiện hữu của chúng ta, nếu không, bọn họ hoàn toàn không thể tùy tiện hủy diệt vũ trụ hiện hữu này. Tĩnh Chi gật đầu, có lẽ là thế. Diệp Huyên nhìn về phía cửa đá kia, ở phía sau cửa đá. Tĩnh Chi định đáp lời thì Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Vụt. Một tia kiếm quang bay lên cao, chém thẳng về phía Trương lão đang đứng trước cửa đá. Thấy Diệp Huyên cầm kiếm xông lên, Trương lão chậm rãi đè tay xuống, một trường ấn khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Ầm. Bầu trời trên đầu Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên chợt gào lên, chém. Oanh. Kiếm quang chém thẳng lên trường ấn kia. Sau đó, trường ấn lập tức vỡ tan, biến thành vô số lưu quang, cùng lúc đó, Diệp Huyên đã cầm kiếm lao tới trước mặt Trương lão, lại chém một kiếm xuống. Trương lão đang định ra tay thì sắc mặt lão ta chợt thay đổi, vì một lực lượng thần bí đã bao vây lấy lão ta. Kiếm vực. Phương Thốn kiếm vực. Vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, một vùng kiếm quang thoáng chốc bao phủ lấy hắn và Trương lão. Trong nháy mắt tiêu diệt mọi thứ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên,
có linh hồn bay ra từ trong kiếm quang. Chính là linh hồn của Trương lão. Vào khoảnh khắc khi nãy, thân thể lão ta lập tức vỡ tan, chẳng những thế dù linh hồn thoát được, nhưng cũng gần như là trong suốt. Một kiếm suýt tiêu diệt lão ta. Trương lão nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khó tin, ngươi. Lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Trương lão còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm chấn hồn đâm vào giữa chân mày. Oanh! Linh hồn của lão ta lập tức bị hấp thu. Sau khi linh hồn của Trương lão bị hấp thu, kiếm Thanh Huyên khẽ rung. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở về trong tay hắn, lúc này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Thi triển phương thốn kiếm vực này tốn quá nhiều sức lực. Thật ra hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được phương thốn kiếm vực, nhiều nhất chỉ nắm giữ được 8 phần thôi, vì kiếm vực này hoàn toàn dựa vào hắn tự mày mò. Nếu không nhờ có kiếm Thanh Huyên, dù hắn sử dụng phương thốn kiếm vực cũng khó mà giết được Trương lão. Thực lực của đối phương quá đáng sợ. Trong bóng tối, Ngạn Chi nghiêm túc quan sát Diệp Huyên, nàng ta không ngờ Diệp Huyên có thể giết chết Trương lão bằng một kiếm. Cảnh giới của lão ta vượt xa Diệp Huyên. Ngạn Chi nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể vượt cấp chém chết Trương lão phần lớn là vì kiếm vực hắn vừa sử dụng và thanh kiếm này. Nàng ta càng thấy tò mò về thanh kiếm này hơn. Diệp Huyên phía xa đột nhiên đi về phía cửa đá, mà lúc này, một đám cường giả đột nhiên lao ra từ trong cửa đá. Đều là cường giả hàng đầu của thần môn. Thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt, đông người quá. Lúc này, Tiểu An và Tĩnh Chi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Ngoài ra còn có một ông lão tóc bạc. Nhìn thấy ông lão tóc bạc, Diệp Huyên thoáng sửng sốt. Hắn đã từng gặp người này, chính là ông lão đánh cờ với Thanh Nhi. Sao ông ấy lại đến đây? Diệp Huyên nhìn ông lão, ông ấy cười ngượng ngùng, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười hỏi, sao tiền bối lại đến đây? Ông lão đáp, nghe Diệp thiếu đang kêu gọi, sao ta có thể không đến được? Diệp Huyên đang định đáp lời thì ông lão lại nói, ngày đó sau khi tạm biệt tiền bối trở về, ta đã lĩnh ngộ được vài điều, không ngờ đã thăng được một cấp rồi. Diệp Huyên quan sát ông lão thật sự mạnh hơn trước đây nhiều. Ông lão này đúng là lợi hại. Sau khi bị Thanh Nhi đả kích một lần đã trở nên mạnh hơn rồi. Ông lão tóc bạc nhìn về phía cường giả thần môn phía xa, nói với giọng điệu nặng nề, Diệp thiếu, những người này không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ là người của thần nhân tộc, muốn hủy diệt vũ trụ của chúng ta và tất cả nhân loại. Ông lão tóc bạc cau mày, thật sự muốn hủy diệt tất cả nhân loại sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông ấy lập tức xa sầm mặt, đó là một chủng tộc cường đại hơn à? Diệp Huyên gật đầu, thần nhân tộc, trước kia chưa từng nghe nói đến, nhưng bây giờ xem ra thực lực của đối phương chắc chắn mạnh hơn nhân tộc. Trong mắt ông lão tóc bạc lộ vẻ lo lắng, như nhớ ra điều gì, ông ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu, muội muội của cậu là nhân loại đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên Thanh Nhi là nhân loại rồi, sao tiền bối lại hỏi thế? Ông lão tóc bạc cười to, là nhân loại sao? Nếu là nhân loại thì ta không sợ nữa. Khi nãy ông ấy chỉ sợ cô gái váy trắng là người của thần nhân tộc. Nếu là thế thì còn đánh đấm gì nữa? Đầu hàng luôn cho xong. Nhưng nếu cô gái váy trắng là nhân loại thì còn gì phải sợ nữa? Nghe thấy lời của ông lão. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, hắn nhìn những cường giả của thần môn ở phía xa, tiền bối, ta cần mọi người giúp ta ngăn cản những người này. Ông lão lắc đầu, tiểu hữu, chúng ta không ngăn được. Cảnh giới của những người này cao hơn bọn họ, hơn nữa còn đông hơn, ba người họ muốn ngăn cản mấy chục người thế này không thực tế chút nào. Tiểu An đột nhiên nói, ta có thể. Tĩnh Chi nhìn Tiểu An, người có thể cái khỉ gì? Nàng ấy phát hiện ra. Tiểu An này vì Diệp Huyên mà gần như nói chuyện không suy nghĩ rồi. Ba người ngăn cản mấy chục người. Hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói là ba người họ, dù có thêm Diệp Huyên cũng không ngăn cản được. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, vô số ngọn lửa không ngừng tràn vào vũ trụ hiện hữu, nhiều nhất là nửa canh giờ, những ngọn lửa này sẽ cắn nuốt toàn bộ vũ trụ. Hắn không còn nhiều thời gian nữa. Phải đi vào trong cửa đá để hủy trận pháp. Lúc này,
Một ông lão của thần môn nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn cứu nhân loại ư, đúng là hoang tưởng. Diệp Huyên nhìn lão ta, các ngươi cũng là nhân loại, thần nhân tộc muốn tiêu diệt cả nhân loại, chẳng lẽ các ngươi? Ông lão cười nhạt, nhân loại, đợi tiêu diệt các ngươi rồi, chúng ta sẽ có thể đi đến thần vực, thần nhân tộc sẽ giúp chúng ta thoát khỏi thân thể và linh hồn của nhân loại, khi đó, chúng ta sẽ tiếp xúc với nền văn minh thần đạo, tu luyện võ đạo tân tiến hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, ông lão kia lại cười châm chọc, nhân loại, không phải ngươi thích gọi người à? Nào, ngươi gọi đi. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại nói ta thích gọi người? Ông lão châm chọc, lúc trước không phải ngươi gọi người để giải cứu nhân loại à? Nhưng ta có thể cho ngươi biết, thần nhân tộc ta đang tìm kiếm người đứng sau ngươi, nếu ngươi gọi người, e rằng bọn họ chỉ có mạng đến, không có mạng đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không gọi, ông đừng có ép ta. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải người đứng sau ngươi đã thoát khỏi quy tắc rồi à? Ngươi gọi đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tĩnh Chi, đây là lần thứ mấy ông ta bảo ta gọi người rồi. Tĩnh Chi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, hình như là 3 lần. Ngươi có thể gọi, là bọn họ bảo ngươi gọi, không phải ngươi tự gọi, ta và ông lão tóc bạc đều có thể làm chứng. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó nói, Thanh Nhi, bọn họ bảo ta gọi muội, ta vốn đã từ chối, nhưng bọn họ cứ ép buộc ta, hay là muội ra tay một lần đi. Một lần cuối cùng thôi. Sau một hồi yên tĩnh, kiếm Thanh Huyên rung lên. Nhìn thấy kiếm Thanh Huyên trong tay khẽ rung, Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi. Ong. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau đó, kiếm Thanh Huyên bay lên. Vụt. Một tia kiếm quang xuyên thủng qua giữa chân mày ông lão, cùng lúc đó, đầu của những cường giả thần môn kia cũng đều rơi xuống. 30 mấy cái đầu đầm đìa máu tươi đồng loạt rơi xuống, vô cùng đẫm máu. Ông lão bị kiếm quang xuyên thủng sửng sốt. Tại sao mình cứ thế đã chết rồi? Lão ta và cường giả thần môn xung quanh đều chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Ông lão tỏ vẻ mờ mịt. Không phải thần nhân tộc muốn ngăn cản người đứng sau Diệp Huyên sao? Người của thần nhân tộc đâu? Sắc mặt của Ngạn Chi trong bóng tối cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Là ai đang ra tay? Nàng ta hoàn toàn không cảm nhận được. Với thực lực của nàng ta cũng không cảm nhận được người ra tay ở đâu. Lúc này, Ngạn Chi chợt trợn mắt, vì thanh kiếm Thanh Huyên này đột nhiên bay về phía nàng ta. Xong rồi. Trong đầu Ngạn Chi dâng lên suy nghĩ này. Vì khi nàng ta nhìn thấy thanh kiếm kia bay về phía mình, thanh kiếm đã đâm vào giữa chân mày nàng ta, còn khóa lại thần hồn của nàng ta. Hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Ngạn Chi sững sờ. Rốt cuộc là ai? Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi bị kiếm Thanh Huyên khống chế, là hắn bảo Thanh Nhi nương tay. Người phụ nữ này còn có tác dụng với hắn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, còn Ngạn Chi vẫn bị khống chế. Trong cơ thể nàng ta có kiếm quang. Kiếm quang cô gái váy trắng để lại. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Kiếm Thanh Huyên khẽ rung, giống như đang trả lời. Diệp Huyên cười, ta sẽ không để muội phải đợi quá lâu đâu. Kiếm Thanh Huyên khẽ rung, sau đó im ắng trở lại. Đi rồi. Lúc này, Thanh Nhi thật sự đi rồi. Vì hắn không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của Thanh Nhi nữa. Khi nãy sở dĩ hắn kêu gọi Thanh Nhi là vì hắn có thể thông qua kiếm Thanh Huyên cảm nhận được một tia hơi thở của Thanh Nhi đang chú ý đến hắn. Mà bây giờ, luồng hơi thở đó không còn nữa. Có 2 khả năng. Thứ nhất là Thanh Nhi đi rồi. Thứ hai là Thanh Nhi chủ động cắt đứt liên lạc với hắn. Muốn hắn tự đi con đường sau này. Cho dù thế nào, sau này hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cầm kiếm đi vào trong cửa đá. Trong cửa đá là một tinh không khác. Diệp Huyên nhìn thấy ở tinh không đó có 10 mấy trận pháp siêu cấp bao phủ. Những trận pháp này đều đang bao phủ lấy vũ trụ hiện hữu bên dưới. Chơi lớn thế. Nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Thực lực của thần nhân tộc này mạnh hơn trong sự liệu của hắn rất nhiều,
người bình thường chắc chắn không thể xây dựng trận pháp như thế này. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm ra chém. Vụt! Một tia kiếm quang phá không bay đi, trong nháy mắt, những trận pháp siêu cấp trong tinh không dần vỡ tan. Diệp Huyên nhìn về phía xa, cuối tầm mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một thế giới không rõ. Thần vực! Diệp Huyên cau mày, hắn im lặng một lát, sau đó trở về bên dưới. Lúc này, vũ trụ hiện hữu đã dần bình thường lại. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, người ra tay là người đàn ông áo xanh hay cô gái váy trắng? Lúc này, nàng ta vô cùng sợ hãi. Nàng ta biết thần nhân tộc đã đánh giá thấp người đứng sau Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, cười nói, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Dứt lời, hắn đưa Ngạn Chi vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn ông lão tóc bạc và Tĩnh Chi, có thể đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ông lão tóc bạc và Tĩnh Chi im lặng. Bây giờ bọn họ còn chưa tiếp xúc với thần nhân tộc, chỉ là mấy con bù nhìn mà thần nhân tộc bồi dưỡng thôi. Mà bây giờ, mấy con bù nhìn kia đã bị bọn họ giết chết, như thế, tiếp theo sẽ phải đối mặt trực diện với thần nhân tộc. Chắc chắn thần nhân tộc sẽ mạnh hơn. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyên, dù sao ta cũng sẽ liều mạng cùng ngươi. Ông lão tóc bạc cũng vội nói, ta quyết đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyên, ý của hai người họ rất đơn giản, cùng sống cùng chết với Diệp Huyên. Dù sao Diệp Huyên cũng sẽ không chết. Diệp Huyên không chết, bọn họ cũng không chết. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Tĩnh Chi cô nương, xin cô giúp ta xử lý chuyện bên ngoài vũ trụ này. Tĩnh Chi gật đầu, chuyện bên ngoài cứ để ta xử lý. Diệp Huyên lại nhìn ông lão tóc bạc, tiền bối, bên cạnh ông còn người cường đại giống ông không? Ông lão tóc bạc hơi do dự, sau đó đáp, vẫn còn, nhưng bọn họ rất sợ chết, cho nên không ra mặt. Diệp Huyên cười, nếu có lợi ích thì sao? Trước mắt ông lão tóc bạc sáng lên, lợi ích gì? Diệp Huyên đáp, ví dụ như đi vào tháp của ta tu luyện. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, Diệp Thiếu, cậu nói thật sao? Ông ta cũng từng nghe nói đến chức năng khó tin của tiểu tháp kia. Nếu thật sự có thể đi vào trong tu luyện thì quá là có lợi cho ông ta. Diệp Huyên gật đầu, thật chứ, tiền bối có thể đi vào tu luyện bất cứ lúc nào, nếu bạn của tiền bối cũng đồng ý đến giúp đỡ thì cũng có thể đi vào tu luyện. Chẳng những thế, ta còn có thể giúp các tiền bối trở nên mạnh hơn. Hắn phát hiện, phong ấn trong người ông lão tóc bạc còn chưa biến mất. Phong ấn thần nhân tộc để lại. Thật ra hắn cũng hơi khiếp sợ ông lão tóc bạc. Vì dưới tình huống phong ấn còn chưa phá mà ông ấy đã tu luyện đến trình độ này rồi. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Dù ông lão chưa vượt qua thần hồn cảnh, nhưng chắc chắn thực lực của ông ấy không hề thua kém Tiểu An và Tĩnh Chi. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, giống như Tĩnh Chi cô nương và Tiểu An cô nương sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão tóc bạc khẽ thở dài. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao tiền bối lại thở dài? Ông lão tóc bạc nhẹ giọng nói, từ rất nhiều năm trước, ta đã cảm nhận trong người mình có phong ấn, vì cho dù ta tu luyện thế nào cũng không thể bước ra bước cuối cùng. Lúc đó còn không dám chắc chắn, không ngờ trong người nhân loại chúng ta thật sự có phong ấn đó. Dứt lời, ông ấy nhìn về phía Diệp Huyên, ngày đó lúc gặp muội muội của cậu, ta vốn định hỏi, nhưng nàng. Nói đến đây, ông ấy lắc đầu cười khổ. Ông ấy muốn hỏi, nhưng lại không dám. Ông ấy sợ nếu hỏi, đó sẽ là câu hỏi cuối cùng của mình đời này. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, để ta phá giải phong ấn giúp người trước. Ông lão tóc bạc cung kính cúi người, đa ta. Diệp Huyên đáp, khách sáo rồi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên đâm thẳng vào trước ngực ông lão tóc bạc. Oanh! Người ông lão tóc bạc khẽ run, một khắc sau, ông ấy nhưng chút được gánh nặng, thả lỏng hơn nhiều. Giải thoát rồi. Ông lão tóc bạc hít sâu một hơi, lại cung kính cúi người với Diệp Huyên một lần nữa, ơn tình của tiểu hữu, Lâm Thiện ta không bao giờ quên. Diệp Huyên nói, Lâm Thiện tiền bối, ông đi liên hệ với bạn của ông, nếu bọn họ đồng ý thì tốt, còn không thì chúng ta cũng không ép. Lâm Thiện gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, ông ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, chuyện bên ngoài giao cho cô.
ta muốn tra hỏi nữ nhân của thần nhân tộc này. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, đừng dùng bạo lực. Diệp Huyên đen mặt, cô có ý gì? Diệp Huyên ta là loại người đó sao? Ta. Nhưng Tĩnh Chi đã xoay người đi mất. Diệp Huyên vô cùng tức giận. Người phụ nữ này đúng là. Mình là loại người háo sắc như thế sao? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, trở lại bên trong tiểu tháp. Diệp Huyên đi tới trước mặt Ngạn Chi, lúc này, Ngạn Chi đang tò mò quan sát xung quanh, trong mắt nàng ta lộ vẻ rung động. Rõ ràng nàng ta phát hiện tiểu tháp không đơn giản. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Ngạn Chi chợt run rẩy nói, thì ra thời không chi đạo lại có thể đạt đến trình độ này. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có phải tiểu tháp này do người đứng sau ngươi làm ra không? Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, ta muốn biết mọi chuyện về thần nhân tộc. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta không muốn nói thì sao? Diệp Huyên cười, vậy ngươi sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Ngạn Chi lập tức nói ngay, ta nói. Diệp Huyên gật đầu, được, bắt đầu đi, ta muốn biết mọi chuyện về thần nhân tộc, ngươi có thể lừa ta, nhưng tốt nhất nên lừa hay một chút, vì ta cũng rất thích lừa người khác. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thần nhân tộc đến từ thần vực. Diệp Huyên lẳng lặng lắng nghe. Nghe một lát, sắc mặt hắn trở nên nặng nề. Đây là một chủng tộc có nền văn minh võ đạo vượt xa nhân loại. Hai chủng tộc vốn không cùng một đẳng cấp, mà cách phân chia cảnh giới của thần nhân tộc cũng rất thú vị, chia thành 1-9 bậc, đơn giản hơn. Thực lực của Ngạn Chi trước mắt là lục đoạn đỉnh cao, mà ở thần nhân tộc, lục đoạn đã xem như trên trung bình rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Chi, người nói thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại là vì trong nhân loại xuất hiện người vượt quy tắc, khiến các ngươi cảm thấy bất an. Ngạn Chi gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, chính là cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh kia sao? Ngạn Chi gật đầu một lần nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt vỗ đùi. Tai bay vạ gió. Hắn lại gặp tai bay vạ gió rồi. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, hai người họ chính là người đứng sau ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi nói xem bây giờ thần nhân tộc sẽ làm gì. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, các ngươi tiêu diệt những nhân loại kia của thần môn đã khiến thần nhân tộc cảnh giới hơn, cũng sẽ khiến thần nhân tộc càng quyết tâm tiêu diệt nhân loại hơn. Vì các dấu hiệu đều đã cho thấy nhân loại sắp thoát khỏi sự khống chế của thần nhân tộc. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Ngạn Chi đáp, đầu hàng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đầu hàng. Ngạn Chi gật đầu, nhân loại, ngươi là một người thông minh, nên ta mới cho ngươi biết những chuyện của thần nhân tộc. Vì ngươi sẽ biết trước mắt, nhân loại hoàn toàn không thể chống lại thần nhân tộc. Nếu không đánh lại thì sao lại không đầu hàng? Giống như ta vậy, bây giờ bị khống chế nên ta lập tức đầu hàng đây. Còn sống mới là quan trọng nhất, không phải sao? Diệp Huyên cạn lời. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Dường như người phụ nữ này nói khác có lý. Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, sự lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ chính là đầu hàng, chỉ có đầu hàng mới có cơ hội sống thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đi cầu xin thần nhân tộc ư. Ta không làm được. Ngạn Chi khẽ thở dài, Diệp công tử, ta biết ngươi gửi gắm hy vọng vào hai cường giả phía sau mình. Ta thừa nhận trước đó ta thật sự hơi đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Bọn họ rất mạnh, ít nhất là cường giả thất đoạn thậm chí là bát đoạn. Tạm thời cứ xem như bọn họ là cường giả bát đoạn đi. Nhưng ngươi cảm thấy hai người họ có thể chống lại thần nhân tộc sao? Ngươi biết gì không, trước khi ta đến, thần nhân tộc ta đã bắt đầu truy nã bọn họ, mà bây giờ bọn họ đều đã trốn rồi, hoàn toàn không dám để lộ thân phận thật sự. Nếu hai người họ thật sự có thể chống lại thần nhân tộc thì cần gì phải trốn tránh như thế? Trốn tránh? Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há mồm, có phải các ngươi hiểu lầm cái gì rồi không? Ngạn Chi khẽ nhíu mày, hiểu lầm gì, ngươi biết không, chúng ta đã điều động lực lượng toàn tộc đi tìm bọn họ rồi. Diệp Huyên. Lúc này, hắn chợt hơi thả lỏng. Thần nhân tộc. Cử cả tộc đi tìm phụ thân và Thanh Nhi. Bọn họ bị điên rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ tự tin thế? Hắn hơi tò mò là Thanh Nhi và phụ thân có biết thần nhân tộc đang truy nã hai người không? Lúc này,
Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, sau đó nói, ta sợ phụ thân đánh gãy chân ta. Ngạn Chi khẽ nhíu mày, phụ thân của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chính là người đàn ông áo xanh mà ngươi nói đấy. Ngạn Chi cười bảo, Diệp công tử, nếu ngươi đầu hàng thần nhân tộc của ta, ở lại thần nhân tộc ta để tu luyện thì nhiều nhất là mấy năm thôi, ngươi sẽ vượt qua phụ thân ngươi, đến lúc đó ai đánh ai cũng chưa biết được. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói thật thì đề nghị này của ngươi cũng khiến ta hơi dao động, nhưng nhiều nhất là mấy năm, có phải hơi nói quá không? Ngạn Chi khẽ cười, chắc ngươi không hiểu biết nhiều về văn minh thần đạo của chúng ta lắm, sau khi hiểu ngươi sẽ biết, muốn vượt qua phụ thân ngươi thật sự không phải chuyện khó. Diệp Huyên gật đầu, đúng là ta không hiểu về văn minh thần đạo lắm, nhưng ta hiểu rất rõ phụ thân mình. Đánh bại phụ thân. Hắn cũng muốn. Nhưng 2-3 năm. Chưa nói đến việc tu luyện ở ngoài, tu luyện trong tháp cũng chưa chắc đã thành công. Bởi vì cho tới giờ hắn cũng không biết phụ thân đã đạt tới trình độ nào. Khi Ngạn Chi đang định nói thì Diệp Huyên chợt cười bảo, Ngạn Chi cô nương, chúng ta nói tới đây thôi. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi đi, ngươi ở lại trong tiểu tháp của ta một thời gian đi. Nói xong hắn xoay người rời khỏi tiểu tháp. Sau khi Diệp Huyên đi, Ngạn Chi nhíu mày, một lúc sau nàng ta xòe tay muốn sử dụng sức mạnh, nhưng vừa khởi động sắc mặt nàng ta đã thay đổi, vội vàng dừng lại. Luồng kiếm quang đó vẫn ở trong cơ thể nàng ta. Ngạn Chi từ từ nhắm mắt lại. Cô gái váy trắng phong ấn nàng ta ít nhất cũng là cường giả bát đoạn. Chỉ có cường giả bát đoạn mới có thể trói buộc được nàng ta bằng một tia kiếm quang. Cường giả bát đoạn. Vẻ mặt Ngạn Chi trở nên hơi phức tạp. Nàng ta không ngờ nhân loại có thể đạt đến bát đoạn. Mối đe dọa này thực sự quá lớn. Phải biết rằng thực lực tổng thể của nhân loại tuy không bằng thần nhân tộc, nhưng số lượng của nhân loại vượt xa thần nhân tộc. Khả năng sinh sản của nhân tộc đáng sợ hơn thần nhân tộc. Hơn nữa khả năng học tập của nhân loại cũng rất mạnh, nếu càng ngày càng có nhiều người đột phá được phong ấn thần nhân tộc để lại. Hai mắt Ngạn Chi từ từ nhắm lại. Nàng ta không dám nghĩ tiếp nữa. Nhất định phải ra ngoài. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên tới Thanh Châu Khương Quốc. Khương Quốc lúc này đã bình thường trở lại. Bên này vẫn ổn. Vì có nhóm Mạc Vân Khởi trấn áp, cho nên nơi này tương đối ổn định. Tuy nhiên lòng người cũng e ngại. Ngay tận thế của vũ trụ. Cho dù là Thanh Châu cũng khắp nơi đều lan truyền tin đồn, làm cho người ta hoảng sợ. Còn những nơi khác, tuy có cường giả kiếm minh trấn áp khắp nơi, nhưng dù sao số lượng người cũng có hạn, không thể khống chế được toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ hiện tại vẫn hơi loạn. Ở một nơi nào đó trên phố. Diệp Huyên và một cô gái đang chậm rãi bước đi, cô gái mặc áo giáp trắng, dắt thanh đoản đao trên thắt lưng. Cô gái này chính là Khương Cửu. Khương Cửu quay đầu nhìn Diệp Huyên, chuyện của thần nhân tộc là thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu trầm giọng nói, không ngờ nhân tộc của ta lại là do tộc khác tạo ra. Nghe như này đúng là khiến người ta khó chấp nhận. Diệp Huyên cười bảo, ta cũng thế. Khương Cửu hơi khó hiểu. Vậy tại sao bọn họ lại muốn tiêu diệt nhân loại? Diệp Huyên nói, vì bọn họ phát hiện một số người nhân loại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Khương Cửu khẽ thở dài, nhân loại của chúng ta còn có hy vọng không? Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không để các cô gặp chuyện gì đâu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, vậy những nhân loại khác thì sao? Diệp Huyên im lặng. Khương Cửu trần trừ giây lát rồi nói, ta biết rồi, ta hỏi thế này hơi ích kỷ, nhưng ta không thể bỏ rơi con dân Khương Quốc, cũng không thể bỏ rơi học trò của học viện, chúng ta không thể buông bỏ được rất nhiều người. Nói xong nàng ấy dừng lại rồi nói tiếp, xin lỗi, tất cả đều cần ngươi gánh vác. Diệp Huyên nở nụ cười, những người các cô không buông bỏ được cũng là những người ta không buông bỏ được. Trong mắt Khương Cửu thoáng qua một tia phức tạp, gánh nặng trên lưng người quá lớn. Diệp Huyên cười bảo, tiểu Cửu, cùng ta đến một nơi đi. Khương Cửu gật đầu, được. Hai người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở ngọn núi phía sau học viện Thương Lan.
Diệp Huyên đưa Khương Cửu vào sâu trong ngọn núi phía sau, ở nơi đó có một ngôi mộ. Mộ của Lão Kỷ. Diệp Huyên đứng trước mộ Lão Kỷ, im lặng không nói gì. Khương Cửu cũng yên lặng đứng bên cạnh hắn. Thật lâu sau, Diệp Huyên mới chậm rãi quỳ xuống. Lão Kỷ, đáng để Diệp Huyên hắn quỳ xuống. Năm xưa nếu không nhờ Lão Kỷ hy sinh mạng sống của mình để cứu giúp thì hắn đã chết rồi. Khương Cửu cũng quỳ xuống. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, tiểu Cửu, cô biết không? Đôi khi ta rất hận suy nghĩ ích kỷ của mình. Khương Cửu hỏi, vì sao? Diệp Huyên đáp, nếu năm đó Lão Kỷ cũng ích kỷ thì ta với Mạc Vân Khởi và An Chi đều đã chết. Mà ông ấy vì chúng ta nên đã hy sinh mạng sống của mình. Khương Cửu im lặng. Diệp Huyên kéo Khương Cửu chậm rãi đứng lên, nhìn mộ Lão Kỷ trước mặt rồi cười nói, lúc trước ta ích kỷ, bởi vì ta chỉ có một mình muội muội là người thân, nhưng bây giờ ta có rất nhiều người thân và bạn bè. Lão Kỷ, ông yên tâm, ta sẽ bảo vệ học viện Thương Lan. Chỉ cần Diệp Huyên ta còn sống thì học viện Thương Lan sẽ luôn tồn tại. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Cửu, chỉ cần ta còn sống, Khương Quốc vẫn sẽ còn. Khương Cửu kéo tay Diệp Huyên, nhẹ giọng bảo, ta chỉ sợ gánh nặng trên lưng ngươi quá nhiều. Diệp Huyên cười, là trách nhiệm của ta. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, thật lâu sau mới nở nụ cười, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Khương Cửu cười, lúc đó ngươi nói cho dù Khương Quốc có không tốt đến đâu thì cũng là nước của chúng ta, không cho phép người ngoài dẫm đạp. Lời nói này của ngươi đã thu hút ta. Diệp Huyên cười ha hả. Cảnh tượng này khiến hắn như trở lại lúc ban đầu. Khương Cửu khẽ cười rồi bảo, đối mặt với thần nhân tộc, ta không giúp gì được cho ngươi, không chỉ không giúp được gì mà còn có thể sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi chết thì cứ yên tâm. Khương Cửu ta sẽ không sống một mình. Diệp Huyên quay đầu nhìn Khương Cửu, nàng ấy cười nói, ta không thể cùng ngươi đối mặt với thần nhân tộc, nhưng ta có thể chết cùng ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chúng ta đều sẽ sống tốt. Nói rồi hắn nắm chặt tay Khương Cửu. Hai người nắm tay nhau đi về phía xa. Thần vực. Trong tháp thần nhân, một số cường giả của thần nhân tộc đã tập trung trong điện. Tộc trưởng Ma Diêm của thần nhân tộc ngồi ở vị trí cao nhất nhìn mọi người trong điện, thần môn đã bị tiêu diệt. Nói xong ánh mắt ông ta nhìn vào Ách Ngôn, người không định giải thích điều gì à? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Ách Ngôn. Sắc mặt ả ta hơi khó coi. Ả ta cũng không ngờ nhân loại lại có thể tiêu diệt được thần môn. Phải biết rằng tuy người của thần môn ít nhưng trong đó có hơn chục đại trận siêu cấp, những đại trận đó bao phủ toàn bộ thế giới nhân loại. Có những đại trận đó, muốn tiêu diệt nhân loại thật sự không dễ dàng. Nhưng nàng ta không ngờ không chỉ thần môn bị tiêu diệt mà ngay cả những đại trận đó cũng bị phá hủy. Lúc này đại trưởng lão Yếm Chu của thần nhân tộc chợt lên tiếng, xem ra nhân loại đã sắp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả các thần nhân trong điện đều trầm xuống. Tộc trưởng Ma Diêm nói, nhân loại này nhất định phải tiêu diệt càng sớm càng tốt. Nếu để chúng trỗi dậy, vậy thần nhân tộc của ta chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả vũ trụ sao? Nói xong ông ta nhìn Ách Ngôn, nếu ngươi không có khả năng này thì ta sẽ phái người khác. Ách Ngôn nghiêm nghị đáp, không cần, lần này ta sẽ đích thân đi. Ma Diêm gật đầu, ngươi có thể huy động một vài thần tướng, 6 người đã đủ chưa? Ách Ngôn khẽ trả lời, 3 người là đủ rồi. Ma Diêm gật đầu, ngươi điều 3 thần tướng đi. Lần này ta không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Ách Ngôn khẽ gật đầu, đang định đi thì đại trưởng lão Yếm Chu chợt cất lời, hình như chúng ta vẫn chưa biết rõ vì sao thần môn lại bị tiêu diệt. Nghe vậy, Ách Ngôn ở bên dưới nhíu chặt lông mày. Tại sao thần môn lại bị tiêu diệt? Nàng ta vẫn chưa làm rõ chuyện này. Lúc này, Yếm Chu trầm giọng bảo, Ách Ngôn, sau khi ngươi xuống đó hãy điều tra chuyện này trước. Vì ta thấy chuyện này khá có vấn đề, để đề phòng, ngươi cứ dẫn theo 6 thần tướng đi. Ách Ngôn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vâng. Yếm Chu lại nói, nhớ không được sơ ý. Tuy nhân loại là do thần nhân tộc chúng ta tạo ra, nhưng họ cũng có văn minh võ đạo riêng của mình. Hơn nữa một số người đã vượt khỏi quy tắc mà chúng ta đặt ra, điều này có nghĩa là trong số họ có thể còn có một vài cường giả đặc biệt. Tóm lại không được xem nhẹ,
không được bất cẩn, nếu không đánh lại thì lập tức quay về. Ách Ngôn gật đầu, đã rõ. Nói xong ả ta quay lưng rời đi. Sau khi Ách Ngôn đi, tộc trưởng Ma Diêm mới nói, có tin gì của Vũ Trần không? Một vị trưởng lão ở bên dưới lắc đầu, không có. Nghe vậy, Ma Diêm nhíu mày, ông ấy vẫn chưa tìm được cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh à? Trưởng lão kia trầm giọng trả lời, chưa ạ. Vũ Trần trưởng lão đoán có lẽ hai người họ đã trốn khỏi thần vực. Bây giờ ông ấy đã dẫn người ra thế giới vô tận bên ngoài thần vực để tìm kiếm rồi. Thế giới và tận, nghe thấy địa danh này, Ma Diêm nhíu mày, thế giới vô tận đã không còn là nơi thuộc quyền kiểm soát của thần nhân tộc nữa. Ma Diêm nghiêm nghị hỏi, họ đã trốn tới nơi đó rồi sao? Vị trưởng lão kia thấp giọng trả lời, rất có khả năng này. Vì nếu họ còn ở thần vực thì chúng ta đã tìm thấy từ lâu rồi. Nhưng chúng ta đã tìm kiếm khắp thần vực cũng không thấy dấu vết của hai người họ. Vậy chỉ có một khả năng, đó là họ đã đến vô tận giới. Ma Diêm trầm tư giây lát rồi nói, tìm, tiếp tục phái thêm người đi tìm. Còn nữa, ban lệnh thưởng tới vô tận giới, ai cung cấp tin tức về hai người này đều sẽ được thưởng hai quặng mỏ linh tinh. Trưởng lão đó khẽ gật đầu, tuân lệnh. Nói xong ông ta quay người rời đi. Chẳng bao lâu, lệnh ban thưởng đã được cấp tốc được gửi đến vô tận giới. Ách Ngôn đến thần môn. Thần môn lúc này không có một bóng người. Mà những đại trận trong thần môn cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ách Ngôn nhìn xung quanh, giây tiếp theo ả ta biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện lại lần nữa thì đã đi vào thế giới nhân loại. Khi cảm nhận được hơi thở của vô số nhân loại, ả ta chợt cau mày. Ả ta không thích nhân loại lắm. Một lúc sau, Ách Ngôn chợt nói, bảo người của thần học viện làm lại trận pháp, bây giờ ta sẽ đi điều tra. Phía sau Ách Ngôn, một thần tướng lặng lẽ rời đi. Ách Ngôn biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã đến một cổ thành, lúc này cổ thành đã cực kỳ hỗn loạn. Tiếng kêu tang tóc vang lên khắp trốn. Ách Ngôn nhìn cả tòa thành, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, không hổ là chủng tộc cấp thấp, lúc này rồi còn tự tàn sát lẫn nhau. Thật là... Lúc này, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên từ trong thành, ngay sau đó một âm thanh cũng vang lên từ trong thành, tiếp đến là một âm thanh vang lên từ trong mọi ngóc ngách của thành. Thành này do kiếm minh ta tiếp quản, bắt đầu từ giờ phút này, kẻ nào cả gan làm loạn, giết không tha. Kiếm minh. Ách Ngôn cau mày. Chẳng mấy chốc, trong thành vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, nhưng chẳng bao lâu trong thành lại từ từ im ắng trở lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ách Ngôn xa sầm. Có người đang duy trì trật tự. Kiếm minh. Không suy nghĩ nhiều, ả ta lập tức biến mất. Chư Thiên Thành. Ách Ngôn vào trong kiếm điện của kiếm minh, trong điện chỉ có một người, chính là kiếm si. Kiếm si nhìn Ách Ngôn trước mặt với nét mặt bình tĩnh. Ách Ngôn quan sát kiếm si rồi lên tiếng, kiếm chủ kiếm minh các ngươi đâu? Kiếm si hỏi ngược lại, các hạ là? Ách Ngôn ấn nhẹ tay phải. Đồng tử kiếm si co lại đột ngột, nàng chợt rút kiếm ra chém. Bùm! Kiếm quang vỡ tan, kiếm si bị một sức mạnh bí ẩn áp chế. Khóe miệng Ách Ngôn hiện lên tia mỉa mai, yếu vậy à? Nói xong ả ta lại định ra tay lần nữa, nhưng lúc này trước mặt kiếm si xuất hiện một người đàn ông. Khi Ách Ngôn vào kiếm minh, kiếm si đã thông báo cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Ách Ngôn, thần nhân. Ách Ngôn cười khẩy, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Diệp Huyên chợt rút kiếm. Một tia kiếm quang vút qua. Ách Ngôn hơi khom chân, vung tay áo. Bùm! Kiếm quang đó vỡ tan, Diệp Huyên trở lại vị trí ban đầu, nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt Ách Ngôn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ách Ngôn giơ cánh tay chặn lại. Bùm! Ách Ngôn bị đẩy lùi ra ngoài kiếm điện. Ngoài điện, Ách Ngôn nhìn cánh tay phải của mình, trên cánh tay ả ta lúc này đã có một vết kiếm sâu. Phòng ngự đã bị phá vỡ. Thấy thế, sắc mặt Ách Ngôn lập tức trở nên gớm ghiếc, ả ta nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nhân loại hèn hạ, ngươi dám làm ta bị thương. Diệp Huyên nhìn Ách Ngôn, ngươi đang phân biệt chủng tộc đấy. Ách Ngôn đang định nói thì Diệp Huyên đã biến mất. Khi xuất hiện lại thì hắn đã ở trước mặt ả ta. Phương Thốn kiếm vực.
Kiếm vực vừa xuất hiện, sắc mặt Ách Ngôn đã thay đổi ngay lập tức. Phút 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 phút. Trong phút chốc, vô số kiếm quang nhấn chìm ả ta. Sau một lúc im lặng, kiếm quang ấy chợt vỡ tan, Ách Ngôn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Giờ phút này Ách Ngôn đã không còn hình dáng nhân loại nữa, ả ta đã khôi phục bản thể. Nhưng khắp người ả ta đều có vết kiếm, máu không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể trong vòng chưa đầy một giây mà ả ta đã biến thành người máu. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Đối phương mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Phương Thốn kiếm vực cũng không thể giết được ả ta. Ách Ngôn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, chính xác hơn là kiếm trong tay hắn, lúc này trong mắt ả ta hiện lên một tia nghiêm nghị, kiếm của ngươi. Diệp Huyên lại vung ra một kiếm nữa. Phụt. Một tia kiếm quang chém về phía Ách Ngôn như sấm sét. Ách Ngôn tung ra một quyền. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, Ách Ngôn liên tục lùi về sau cả trăm trượng. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Ách Ngôn, mỗi bước đi đều có một kiếm quang chém về phía ả ta. Phi kiếm. Ách Ngôn ở phía xa xòe tay phải ra, thần bích. Trong khoảnh khắc, sức mạnh bí ẩn chợt dâng lên từ trong đất trời, ngay lập tức một bức tường thần màu vàng xuất hiện trước mặt ả ta. Bùm. Bức tường thần đó thực sự ngăn được tất cả kiếm quang của Diệp Huyên. Ách Ngôn chợt nói, đảo ngược. Lời vừa dứt, bức tường thần dung chuyển kịch liệt, sau đó từng phi kiếm bay ra từ bức tường, chém về Diệp Huyên phía xa. Tốc độ còn nhanh hơn lúc Diệp Huyên bắn ra. Bắn ngược. Diệp Huyên sững sờ, sau đó tiến lên một bước, hắn không chống lại mà mặc cho những phi kiếm ấy chém vào cơ thể mình. Hấp thu tất cả. Tất cả kiếm bay đều bị hắn hấp thu hoàn toàn trong chốc lát. Nhìn thấy cảnh này, Ách Ngôn nhíu mày, trò quái quỷ gì vậy? Xa xa, Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi. Lúc này, trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ. Hắn có thể hấp thu kiếm khí, vậy vì sao hắn không tự làm kiếm khí cho mình hấp thu? Về mặt lý thuyết thì điều này là có thể. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn điên rồi. Diệp Huyên nổi đóa, kiếm kiếm kiếm, các ngươi chỉ biết tới kiếm. Lẽ nào không nhìn thấy ta sao? Lẽ nào ta còn không xuất sắc bằng thanh kiếm này? Ách Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng là ngươi không xuất sắc bằng thanh kiếm này. Mẹ kiếp! Diệp Huyên tức thở hổn hển, hắn lập tức phóng kiếm ra. Phụt! Một tia kiếm quang phá không bay ra, chém thẳng về phía Ách Ngôn. Nói tới đây, sắc mặt ả ta chợt thay đổi, bởi vì tốc độ kiếm của Diệp Huyên đột nhiên tăng lên. Ách Ngôn lùi lại một bước, bức tường thần lại xuất hiện. Bùm! Một đạo kiếm quang chém lên bức tường thần chấn động dữ dội, Ách Ngôn liên tiếp lùi về phía sau. Lúc này Diệp Huyên chợt tiến lên, xuất hiện trước mặt Ách Ngôn. Kiếm vực! Hắn lại một lần nữa thi triển Phương Thốn kiếm vực. Ù! Tiếng kiếm reo vang vọng khắp đất trời, một vùng kiếm quang thoáng chốc nhấn chìm Ách Ngôn, nhưng ngay sau đó kiếm quang vỡ tan. Mà Ách Ngôn đã lui ra xa trăm trượng. Ả ta vừa dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt, hắn rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống. Rầm. Không gian trước mặt Diệp Huyên nổ tung, Ách Ngôn lại lùi về phía sau thật xa. Nhưng lùi mãi, ả ta liền trở nên hư ảo. Rời khỏi thời không này. Mà lúc này Diệp Huyên cũng biến mất ở thời không này. Thấy vậy, Ách Ngôn nhíu mày, người còn chưa vượt qua thần hồn cảnh, sao có thể rời khỏi thời không vũ trụ này? Nói đến đây, ả ta dường như nghĩ tới điều gì, chợt nhìn thanh kiếm trong tay hắn, là do thanh kiếm của ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn Ách Ngôn, hắn không ra tay nữa. Từ khi giao đấu cho tới giờ, hắn đã hiểu được đại khái thực lực của người phụ nữ này. Với thực lực của hắn hiện tại vẫn hơi khó để giết chết đối phương. Mà đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ách Ngôn nhìn Diệp Huyên, không ngờ nhân loại các ngươi lại có thể phát triển tới mức độ này. Diệp Huyên nhìn Ách Ngôn, sau đó nở nụ cười, cô nương, ngươi đã coi thường nhân loại như vậy thì thế này đi, chúng ta cược một ván, một tháng sau hai chúng ta đánh đơn, không chết không dừng lại. Một tháng. Ách Ngôn nheo mắt, chỉ có ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chỉ có ta. Sau một hồi suy nghĩ, Ách Ngôn nói, được.
dựng lại trận pháp ít nhất cũng cần một tháng. Đương nhiên ả ta không có năng lực một mình tiêu diệt toàn bộ nhân loại trong vũ trụ. Vẫn phải dựa vào trận pháp mới được. Diệp Huyên gật đầu, vậy hẹn gặp lại vào một tháng sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn cần thời gian. Mà khoảng thời gian này, khi hắn tu luyện, người phụ nữ này lại đi gây chuyện khắp nơi, vậy hắn sẽ rất đau đầu. Thời gian một tháng ở trong tiểu tháp là 300 năm. 300 năm. Ông đây sẽ tu luyện 300 năm, ngày đêm không ngừng nghỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bật cười lớn tiếng, cô nương, hẹn gặp lại vào một tháng sau. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ách Ngôn nhìn Diệp Huyên từ xa, chế nhạo, một tháng sau ta muốn xem ngươi sẽ giết ta thế nào, cứu đám nhân loại của ngươi thế nào. Nói rồi ả ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Khi Diệp Huyên trở về kiếm điện, Kiếm Si trầm giọng cất lời, người phụ nữ đó rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, rất mạnh, vừa rồi có lẽ ả vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, cậu có kế hoạch gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi trả lời, kiếm minh của chúng ta có thể gọi tổ tiên không? Kiếm Si. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói nghiêm túc đấy. Thế lực khác đều có thể gọi tổ tiên, chắc kiếm minh của chúng ta cũng có thể gọi tổ tiên chứ. Kiếm Si nói, chúng ta không thể, nhưng cậu là con trai kiếm chủ, chắc cậu có thể gọi được phụ thân cậu. Diệp Huyên lắc đầu, không gọi được. Kiếm Si cau mày. Diệp Huyên cẩn thận nhìn xung quanh, ta đã từng nghi ngờ ta không phải con ruột của ông ấy. Nói xong hắn trở về tiểu tháp. Trong kiếm điện, Kiếm Si lưỡng lự vài giây rồi nói, kiếm chủ bị cắm sừng à. Người đàn ông áo xanh. Sau khi Diệp Huyên trở về tiểu tháp, hắn tìm đến Ngạn Chi. Thấy hắn, Ngạn Chi vội nói, Diệp công tử, người muốn đầu hàng chưa? Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, cười đáp, ta có suy nghĩ này, nhưng ta cảm thấy văn minh thần đạo các cô dường như cũng không có gì lợi hại lắm. Ngạn Chi khẽ nhíu mày, sao có thể thế được? Nếu ngươi tiếp xúc với văn minh thần đạo của chúng ta, ngươi sẽ... Diệp Huyên chợt hỏi, lúc trước ngươi nói ngươi là đạo sư của thần học viện gì đó. Ngạn Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, vậy ngươi giúp ta trở nên mạnh hơn đi, để ta xem văn minh thần đạo của các ngươi lợi hại đến mức nào. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn lừa ta. Diệp Huyên cười bảo, ta chỉ muốn được thấy văn minh thần đạo của các ngươi thôi. Ngươi xem. Bây giờ ta còn chưa tiếp xúc với văn minh thần đạo của các ngươi mà đã lợi hại thế này, nếu văn minh thần đạo của các ngươi không lợi hại, vậy chẳng phải ta rất thiệt thòi sao? Ngạn Chi im lặng. Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi, nào, để ta được thấy văn minh thần đạo của các ngươi đi. Ngạn Chi nghiêm trang nói, nếu văn minh thần đạo giúp ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi lại không đầu hàng thì sao? Diệp Huyên giơ tay lên thề, ta thề, thề độc. Nếu văn minh thần đạo giúp ta trở nên mạnh hơn mà ta không đầu hàng thì ta sẽ. Ngạn Chi nói, dùng danh nghĩa người thân của ngươi mà thề. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, phụ thân ta sẽ bị kẻ khác chém chết. Ngạn Chi do dự giây lát, lời thề của ngươi đúng là khá độc, ta tin ngươi. Diệp Huyên. Văn minh thần đạo. Thực ra Diệp Huyên rất tò mò về văn minh thần đạo. Võ đạo của Thanh Nhi đã vượt xa văn minh thần đạo, nhưng không thích hợp để hắn học bây giờ lắm. Hiểu biết về võ đạo của Thanh Nhi quá cao siêu. Cho dù Thanh Nhi có giảng giải cho hắn thì hắn cũng chưa chắc đã hiểu. Khoảng cách giữa hắn và Thanh Nhi vẫn còn quá xa quá xa. Ngạn Chi bắt đầu giảng giải cho Diệp Huyên về văn minh thần đạo. Văn minh thần đạo bắt nguồn từ thần vực, có lịch sử 80 tỷ năm. 80 tỷ năm. Diệp Huyên bàng hoàng khi nghe đến con số này. Quá là đáng sợ. Lịch sử của nhân loại còn chưa đầy 10 tỷ năm. Mà sở dĩ thần nhân tộc sáng lập ra nhân loại là vì tín ngưỡng chi lực của nhân loại. Chỉ cần nhân loại tu luyện, thần nhân tộc sẽ có tín ngưỡng chi lực. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên chợt hỏi, Ngạn Chi cô nương, văn minh thần đạo là nền văn minh sớm nhất trong vũ trụ à? Ngạn Chi lắc đầu, không phải. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, còn có nền văn minh sớm hơn ư? Ngạn Chi gật đầu, có. Còn nữa, có một điểm ngươi nhầm rồi. Đó chính là vũ trụ, thông thường, chúng ta gọi nó là vô tận vũ trụ.
Vì hiện tại vũ trụ vẫn chưa có ranh giới, chỉ có phân chia theo kích thước lớn nhỏ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chưa có ranh giới. Ngạn Chi gật đầu, chưa có ranh giới. Nó rộng lớn vô cùng, vũ trụ mà nhân loại các ngươi đang sống cũng chính là vũ trụ hiện hữu mà các ngươi gọi, nếu đặt trong cả vũ trụ thì nó thậm chí còn không bằng một hạt cát. Diệp Huyên nhíu chặt lông mày, không bằng một hạt cát. Ngạn Chi khẽ gật đầu, bây giờ chúng ta đã phát hiện ra hàng tỷ tinh hệ, mà trong đó tinh hệ nhỏ nhất đã chứa hàng tỷ thế giới. Thế giới nhân loại các ngươi đang sinh sống chính là một trong hàng tỷ thế giới đó. Nói chính xác hơn là, nơi này của các ngươi vẫn chưa đủ điều kiện để được gọi là vũ trụ. Diệp Huyên im lặng, có phần sửng sốt. Ngạn Chi nói thêm, trong vũ trụ bao la này có rất nhiều sinh mệnh được sinh ra, mà những sinh mệnh này sẽ tự tiến hóa, đạt đến một trình độ nhất định sẽ hình thành nền văn minh. Đương nhiên sẽ phân chia cao thấp, từ thấp đến cao chia thành văn minh cấp 1, văn minh cấp 2, văn minh cấp 3, văn minh cấp 4, văn minh cấp 5, văn minh cấp 6. Văn minh cấp 7. Mà bây giờ văn minh cấp 7 là nền văn minh cao nhất được biết đến. Tuy nhiên theo suy đoán của học giả thần nhân tộc, nền văn minh cao nhất phải là cấp 10. Diệp Huyên hỏi, cấp 10. Ngạn Chi gật đầu, đúng vậy. Tuy chỉ là suy đoán nhưng chúng ta đều tin chắc rằng có nền văn minh này, mà thần nhân tộc của ta cũng đang không ngừng khám phá tìm thêm tinh hệ mới, vũ trụ mới, văn minh mới. Diệp Huyên chợt hỏi, thần nhân tộc thuộc nền văn minh cấp mấy? Ngạn Chi đáp, văn minh cấp 3. Diệp Huyên sửng sốt, cấp 3, các cô chỉ thuộc nền văn minh cấp 3. Ngạn Chi nhíu mày, cấp 3 rất thấp à? Diệp Huyên nói, không phải có tổng cộng 7 cấp sao? Các cô mới cấp 3, còn không thấp à? Ngạn Chi tức giận đáp trả, nhân loại các ngươi đến cấp 1 còn chẳng đủ tư cách. Diệp Huyên. Ngạn Chi lại nói, người có biết văn minh cấp 3 đáng sợ nhường nào không? Văn minh cấp 3 đã hiểu được bản chất của sinh mạng, có thể tạo ra sinh mạng, không chỉ vậy còn có thể biết được bản chất của thời không. Mà nhân loại các ngươi đến giờ vẫn đang khám phá thời không, còn về bản chất của sinh mệnh thì các ngươi hoàn toàn không có khái niệm này. Diệp Huyên im lặng. Giờ đây cường giả của vũ trụ hiện hữu đúng là vẫn đang nghiên cứu thời không. Còn bản chất của sinh mệnh ư? Hình như đúng là không có ai nghiên cứu điều này. Ngạn Chi lại nói, người có biết vì sao nhân loại các người bị mắc kẹt ở đây không? Đó là vì các người hoàn toàn không hiểu gì về thời không chi đạo. Chúng ta chỉ về một vòng tròn là đã nhốt được các người trong vũ trụ này rồi. Diệp Huyên gật đầu, so với các cô, đúng là chúng ta rất lạc hậu. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, các người không có cơ hội đối đầu với thần nhân tộc đâu. Diệp Huyên đột nhiên nói, lúc trước ta có gặp một cô gái, ta đánh với nàng, nhưng hình như nàng cũng không lợi hại lắm. Nói rồi hắn miêu tả ngoại hình của cô gái đó. Ngạn Chi khẽ nhíu mày, Ách Ngôn trưởng lão. Diệp Huyên hỏi, cô gái đó là trưởng lão của thần nhân tộc các ngươi? Ngạn Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyên lại bảo, hình như nàng ta không áp chế được ta. Ngạn Chi chỉ vào kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, lần sau ngươi gặp nàng ấy. Thử không dùng kiếm này xem sao. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên của mình, là vì thanh kiếm này sao? Ngạn Chi hờ hững trả lời, kiếm này có thể khiến người bỏ qua sự áp chế của thời không, nếu không, không nói đâu xa, chỉ nói về áp chế thời không thôi ngươi đã không có sức phản kháng lại rồi. Diệp Huyên im lặng. Áp chế thời không? Hắn nhớ đến Thái Nhất Sinh Thủy, khi ấy nếu không có thanh kiếm Thanh Huyên này, đúng là hắn chỉ có nước bị đánh. Mà người phụ nữ tên Ách Ngôn này, thực lực và thời không chi đạo của ả ta khẳng định còn trên cả Thái Nhất Sinh Thủy. Ngạn Chi lại nói, thực lực của ngươi chẳng ra làm sao, nhưng kiếm của ngươi và kiếm kỹ mà ngươi thi triển lại rất đáng gờm, đây là lý do vì sao ngươi có thể khiến thần nhân bị thương. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi cười, Ngạn Chi cô nương, nào, nói với ta về văn minh thần đạo đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cũng nhân tiện xem thử văn minh thần đạo của các ngươi lợi hại nhường nào. Ngạn Chi suy nghĩ một lát rồi nói, cảnh giới của ngươi bây giờ tương đương với tứ đoạn, nhưng nếu dùng kiếm trong tay ngươi thì thực lực của ngươi tương đương với lục đoạn. Diệp Huyên cười bảo, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngạn Chi nghiêm trang nói, vậy thì bắt đầu từ thời không đi, chúng ta bắt đầu từ cơ bản trước. Khoảng thời gian sau đó Diệp Huyên bắt đầu nghe Ngạn Chi giảng giải.
phải nói rằng Ngạn Chi đúng là rất bài bản, bản thân nàng ta là đạo sư, khi giảng giải đúng là vừa chi tiết vừa dễ hiểu. Mà lời giảng giải của nàng ta cũng đã mở ra một cánh cửa mới cho Diệp Huyên. Thời không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.